Lên chưa? Lên rồi. Hello mọi người. Vô đây nghe chuyện ma. Mới đi về mệt quá. Để từ từ nhớ lại những câu chuyện hấp dẫn kể cho mọi người nghe. Mọi người mau mau share livestream nhiều nhiều lên nha. Để cho nhiều người vô coi nha. Em sẽ kể câu chuyện của mẹ em ở nhà nội em cũ. Phu sẽ kể câu chuyện dưới Bình Dương nữa. Ma dưới Bình Dương mới xảy ra tuần trước, của con bé viết kịch bản bên bên Phương nha. Mấy bạn ơi, xe lấy chim đi. Ngồi lên gói chị. Thấy nó hơi lùn. Nè, gói nè. Ngồi lên đi. Thôi, tự nhiên đắp đầu ngồi bay mà ngồi lên. Ngồi lên đi, sao đâu. Chó ngồi cũng vậy à. Ủa vậy? Nó ngồi lên hoài à. Mấy bạn ơi, xe lấy chim nhiều lên nha mấy bạn. Rồi sau đó chúng ta cùng kể chuyện ma nè. Mệt quá. Ủa, mình thấy vậy nó có trôi đi cái chữ của mình không? Hay là mình vẫn thấy mặt mình? Nhưng mà đưa lên đai vẫn thấy không? Ừ, thấy mà, đâu trôi đâu. Xin chào mọi người. Thì hôm nay Phụng với Phương sẽ kể cho mọi người một vài câu chuyện nghe thôi. Kể để có tinh thần ôn thi và học bài ha. Tinh thần dữ luôn. Nghe này chắc có tinh thần dữ luôn á. Hello mọi người, xe livestream đi mọi người. Hello mọi người. Xe livestream nhiều lên. Hello mọi người, xin chào mọi người. 5 phút nữa là sẽ bắt đầu vô kể chuyện nha mấy bạn. Ủa gì vừa vô nháp như gì vậy bà? Em đợi từ 11 giờ tới giờ. Xin lỗi em, trên đường về nhà anh Phụng bị kẹt xe. Kẹt xe. Đường về nhà Phụng kẹt xe là hơi sai luôn. Nhưng mà kẹt xe thiệt. Hello chị Phung, chị Phụng. Chị Phung. Con cát. Con cát ok. Bớt đi mạnh tiếng khôi. Giọng bớt sao vậy, bị bệnh đó em. Hình như ngồi ở bên góc có hai cái mặt hai đứa mình hơi bự luôn á. Ok, đỡ bự rồi đó. Thôi ngồi lùng xíu xuống được, không sao đâu. Ngồi nít đít trên, đít dưới à. Xe nhiều lên mấy bạn ơi. Ăn đi chị. Đầu tiên á, thì cái câu chuyện đầu tiên mình sẽ kể tới cái câu chuyện mướn nhà trước ha. Thì nếu như các bạn muốn nghe, cái này là Phụng chỉ nghe người khác kể lại thôi. Còn nếu như các bạn muốn nghe câu chuyện có thật á, thì Phụng sẽ kể cho bạn nghe cái câu chuyện về nhà cũ của nội Phụng. Ở cái đó là hình như là hồi xưa là lúc đó chú đẻ ra Phụng hồi, nhà đó ở chợ Thiết. Mấy bạn có đang nghe không? Bây giờ mình sẽ vô luôn nha, mình vô chủ đề nha. Thì cái nhà đó là ở chợ Thiết. Thì cái bố cục và bố trí của căn nhà cũ á, thì nó là hình chữ L, có nghĩa là ở đằng sau á, là bà nội Phụng là hồi xưa là nuôi gà, để mà cắt cổ gà đem bán các bạn, thì bán gà và nuôi gà. Thì cái đó, cái nhà đó đó, cái lúc mà mẹ Phụng về làm dâu ở trong nhà đó, là khi đó là đang mang bầu Phụng, không có biết là ở trong nhà đó có dâu mấy bạn. Chỉ nghe là giống như là chỉ nghe là người ta nói lại là khi xưa có một cái cô đó bị chồng giống như bị ruồng bỏ khi xưa mấy bạn. Thì thường á, nó không phải giống như là bây giờ mình, ví dụ như chồng ruồng bỏ thì thôi mình đi kiếm người khác, không phải. Hồi xưa người ta rất là trọng cái tình yêu, nên là khi mà cô đó bị cái chồng ruồng bỏ như vậy á, thì cô đó mới kiểu như thắt cổ tự tử, chết cả mẹ lẫn con trong bụng luôn. Nhưng mà khi mà mẹ Phụng đang ngủ ở trong nhà, lúc đó mang bầu Phụng ở trên giường, là nằm ở trên giường á, thì ba đi làm mất rồi, nên là mới là ngủ trưa thôi nha, buổi trưa nha, ban ngày ban mặt. Thì cái lúc mà mẹ đang ngủ dậy á, cái tự nhiên giống như là có người lay cái giường mấy bạn, với lại là đạp xuống cái giường. Thì Phụng chỉ nghe mẹ Phụng kể lại thôi, không biết là có thật hay không, nhưng mẹ kể lại là như vậy. Còn về nhà nội thì chưa có nghe nội kể, chỉ có nghe mẹ kể thôi, là cái nhà đó hồi xưa của nội Phụng mở, nhưng bây giờ đã bán rồi, nhà ở chợ Thiết nhưng mà bây giờ đã bán rồi. Thì cái nhà đó, cái mẹ Phụng mới là thấy nó rung giường, nó lay giường, mới tưởng là ba chồng hay là mẹ chồng hay là chồng kêu. Tại vì khi xưa mẹ Phụng làm dâu thì rất là khổ các bạn, có nghĩa là ngủ cũng không có được nhiều, tại vì phải là phụ công việc trong nhà, tuy là có bầu nhưng mà phải làm nha mấy bạn. Hồi xưa là vậy á bạn ơi, rất là khó, nhà nội Phụng rất là khó, có nghĩa là không có được ngủ nhiều, kiểu như phong tục xưa, nên là tưởng là kêu ba mẹ chồng kêu dậy làm công chuyện. Thì lúc đó mới mở mắt ra, thì khi mà mẹ Phụng mở mắt ra mới thấy là một cái người, có không phải là con người, mẹ nói là cái đầu chọc, không có tóc nha, nhưng mà hai con mắt rất là to, và răng thì giống như mấy bạn biết, mấy người mà không có răng là cứ giờ ghê mày, mấy bạn biết không, thì tả mẹ em tả vậy. Thì thường thường mấy bạn thấy mấy người già mà ăn chầu mà không còn răng á thì nó như vậy á. Là con trai, mẹ chắc chắn là con trai, thì mới đầu là nhìn mẹ vậy nè,
rồi bắt đầu là bả táo quả luôn. Nhưng mà có bầu các bạn hiểu không, không thể tóc chạy được, bầu lúc đó là bầu phụng cũng lớn rồi, rất là nặng. Thì bả mới lết, bả mới lết từ trên giường bả lết xuống, bả mới lết từ trên giường bả lết xuống. Thì mới tối ba phụng về thì mới kể ba nghe là ừ anh ơi, anh Minh ơi, em mới thấy cái người như vậy như vậy. Rồi cũng có kể cho ông nội phụng nghe. Nhưng mà mấy bạn biết sao không, tại vì do là ông nội phụng á là người hoa nha, nhưng mà cũng không có tin lắm vào cái chuyện ma quỷ á, không có tin lắm nên là cũng không có để ý. Biết là có cái đó trong 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 nhà nhưng mà kiểu không có sợ, nghĩ là mày cũng bình thường, tại vì dương lúc nào cũng hơn âm hết các bạn. Thì mới kêu thầy về kiểu như là yếm hoặc là chụp người ta á, kêu thầy về yếm hoặc chụp người ta là cho người ta không phá nữa. Thì khi mà ông nội phụng á làm như vậy, tại ngày khi xưa á là nhà nội phụng rất là giàu luôn, mới thì ông nội phụng là chủ nhà hàng, thì lúc đó mới là kêu người về kiểu giống như là yếm mà là cho người ta không phá nữa. Thì khi mà làm vậy á không có tác dụng mấy bạn, kiểu như là người ta là cái người đó ở trước, mình là cái người ở sau, nên là làm vậy á nó không thích mấy bạn hiểu không. Rồi ông nội cũng đang ngủ, mấy bạn biết xong nó chết cứt lên đầu giường á, nó chết cứt lên đầu giường luôn, chị nghĩ đi không má dơ dữ. Cứt trên đầu giường á chị, dơ lắm, ghê lắm. Nó phá cửa dậy á, phá cho tới nỗi mà bán nhà rồi, nó phá cho bán nhà tán gia bại sản luôn mấy bạn. Thì là cái đó là một câu chuyện có thiệt, tại vì trong đó mấy bạn biết không, Phụng nghe nói là khi mà một cái vong hồn của một người nào chết, người ta sẽ lớn theo từng ngày, mấy bạn hiểu ý Phụng nói không? Tại vì trong nhà đó chỉ có một người phụ nữ với lại một người con ở trong bụng thôi, là thắt cổ tự tử thôi. Còn mẹ Phụng thấy là một người đầu chọc, người đàn ông mà kiểu như ghê lắm, không có răng, mà lớn chứ không có nhỏ. Thì mẹ Phụng mới nói là cái đó kiểu giống như là nó lớn theo từng ngày mấy bạn, vong hồn nó lớn theo từng ngày, thì chỉ có con nít nó mới phá như vậy thôi. Mấy bạn biết hả, nó phá cho không có làm ăn gì được luôn. Khi mà kêu thầy về dạy á, khi mà không kêu thầy thì nó chỉ hù thôi, nó chỉ hù kiểu giống như nó chỉ cho người ta biết là có nó ở đó thôi. Còn khi mà kêu thầy về làm này nọ, làm những cái chuyện mà trục xuất nó ra thì nó còn phá hơn nữa, nó phá dã man luôn, thì phá cho tán gia bại sản luôn á mấy bạn. Còn cái câu chuyện của Phương, của Phụng xong chưa? Xong rồi. Bán nhà là xong rồi đó. Bán nhà luôn, không có ở nổi, làm gì ở nổi. Mà cái nhà đó hình chữ L, nhà rộng lắm. Chữ L là, ê, mấy cái nhà mà chữ L là giống như cái thảm sát Bình Phước cũng chữ L đó má. Chữ L, nhưng mà tại vì do có người tự tử hiểu không? Chứ tại vì ông nội em kiểu không tin mà chửi dữ lắm chị. Kiểu không tin mà kiểu cũng không có thờ cúng người ta. Dù người ta vậy mình phải đói, mình phải thờ cúng mà không có thờ cúng mấy bạn. Tại ông nội cũng không có tin á, nên là không có quan trọng lắm mấy cái chuyện đó. Trời hết hồn bà. Bởi vậy mấy bạn bây giờ, nếu như mấy bạn ở trong, giống như mình ở nhà này nọ, thì lâu lâu mấy bạn nếu như mà muốn cầu một cái gì đó cứ lầm thầm giái, chắc chắn tại vì trong mỗi nhà nào cũng phải có người hết, có người hết thì người ta cũng như mình vậy á. Ở cái câu chuyện của Phương á, là cái câu chuyện vừa xảy ra dưới Bình Dương, là cái con bé mà viết kịch bản cho Chung Cư Kỳ Quái phần 2 nè, nó đi xuống dưới Bình Dương làm công việc. Thì đợt đó nó đi vào cái căn nhà thuê ở dưới đó, thì cái căn nhà là có cái hẻm, là cái nhà chính ở đây đúng không, thì có cái hẻm bên hông để mà đi lên lầu lên trên. Thì nó ở chung phòng với lại một cái ông kia cũng ngồi viết kịch bản chung với nó. Thì nó mới đầu là nó không có gì đáng sợ đâu, là khi là lúc đó là nó cố gắng nó viết kịch bản cho Chung Cư Kỳ Quái đến 2-3 giờ sáng luôn mấy bạn. Thì lúc đó nó mệt quá, nó đuối quá rồi, nó muốn chợp mắt một tí xíu. Thì nó vừa nhắm mắt lại, thì khi mà nó mở mắt ra thì nó lại có cảm giác như là ngay cái chỗ mà cái bàn laptop của nó đang ngồi nó gõ phím như nè, thì nó lại thấy là có nguyên cái khuôn mặt của một cái người nữ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng mà sau đó nó cố gắng nó banh hết mắt ra nó nhìn, nhưng mà lúc đó lại biến mất, không còn cái người đó nữa. Thì đúng rồi, cái chuyện này xảy ra ở Bình Dương nha mọi người. Rồi sau đó nó mới bắt đầu nó thấy sợ, nó cố gắng nó thức, nó viết tiếp nữa, thì lại mệt, lại ngủ tiếp. Và nó lại, khi mà nó nhắm mắt lại, cứ khi mà nó chợp mắt một tí xíu thì nó lại thấy một cái cảnh là đi ngang qua một cái rừng bia mộ mà màu trắng không mấy bạn, là lia qua giống như là một thước phim vậy đó, cứ lia qua một cái rừng bia mộ dạy màu trắng. Thì tự nhiên nó lại dừng ngay đúng cái ngôi mộ tên là Trần Thị Diễm, Diễm Trần Thị gì đó, Trần Thị Ngọc Diễm hay sao á, Diệu Thi gì đó em không nhớ nữa. Nói chung là nãy nghe chị Mịn kể Trần Thị
Diệu Hiền, đúng rồi, Trần Thị Diệu Hiền. Đúng rồi đó, đúng ngay cái bia mộ tên ở trên đó thấy rõ cái chữ đó luôn là Trần Thị Diệu Hiền. Rồi nó sợ quá này, tiếp tục nó dậy. Và nó lại lì, nó quyết tâm là nó không ngủ nữa, nhưng mà tại vì mệt quá lại vẫn phải ngủ. Và khi mà nó nhắm, cứ mỗi lần nó nhắm mắt nó chuẩn bị nó mơ mơ màng màng nó ngủ, thì lại tiếp tục quay trở về cái đoạn lúc đầu là đi ngang qua một rừng bia mộ màu trắng và lại thắng lại cái bia mộ là Trần Thị Diệu Hiền. Và cứ làm như vậy 10 lần luôn là nó cứ tỉnh dậy, không mà lại chớp mắt, tỉnh dậy chớp mắt là cứ đi ngang qua một rừng bia mộ Trần Thị Diệu Hiền, nó cứ đi vòng vòng trong đầu, nó ám ảnh đến cái mức là nó không dám ngủ nữa luôn đó. Thì đó, thì có nghĩa là các bạn sẽ hiểu là cái người con gái mà trời má hết hồn, hết hồn, thì có nghĩa là cái người con gái mà xuất hiện mà nó nhìn thấy, nó cảm nhận được là đang nhìn nó sau lưng cái màn hình laptop chính là Trần Thị Diệu Hiền đó mấy bạn. Mà chuyện này xảy ra ở Bình Dương nha, bởi vì ai ở dưới Bình Dương biết câu chuyện gì về Trần Thị Diệu Hiền thì làm ơn kể giùm nha, chỉ biết vậy thôi. Thì á mấy bạn biết sao không, cái thường mà mấy cái dòng mà mới mướn nhà đa số là vậy á. Khi mà mấy bạn mướn một cái chỗ nào đó, mấy bạn, một là mấy bạn buôn bán, hai là các bạn mướn nhà để ở á, thì trước khi mình vào á, mình nhớ là gian giái trước đã. Thì Phụng chỉ đọc trên mạng thôi, không biết là câu chuyện có thật hay không, nhưng mà Phụng vẫn sẽ kể cho các bạn nghe. Phụng sẽ kể cho các bạn nghe. Có nghĩa là cái anh đó, ảnh là công nhân. Thì Phụng có đọc sơ qua trên một cái trang web mà không nhớ là cái gì, thì ảnh là công nhân. Thì ảnh và mẹ ảnh đi mướn một căn nhà trọ ở. Thì căn nhà trọ đó nó khoảng tầm là vài mét vuông thôi, nó không rộng, nó chỉ nhỏ thôi, nó vừa đủ chỗ ngủ và vừa đủ cái toilet. Thì cái chỗ mà nấu ăn thì nó trước cái cửa toilet. Hôm đó là lúc mà về khoảng tầm là 2 tháng đầu thì không có chuyện gì xảy ra hết, rất là bình thường luôn, ngủ rồi không có cảm giác gì hết. Sau khoảng tầm 2 tháng sau thì khi mà mấy bạn biết không, đồ ăn ở trong nhà kiểu như mẹ ảnh mới nấu cơm buổi sáng mà buổi chiều đã thiêu, buổi tối đã thiêu. Mấy bạn nghĩ cái cảm giác mà Phụng chỉ nghe người lớn người ta kể lại, có nghĩa là khi mà các bạn nấu đồ ăn á, mà mấy bạn nấu cơm ở trong nhà của các bạn, nhà của các bạn á nha, mà cơm mình mới nấu ban sáng mà ban tối nó đã thiêu là tất nhiên là có người ăn á mấy bạn, người ta đói á. Thì chỉ nghe kể là như vậy, nghe mấy người già kể là như vậy thôi. Rồi xong cái mẹ anh cũng thấy làm lạ lắm. Cái một hôm á, bà mới ngủ thì thấy một cái cô đó tóc ngắn. Cái câu chuyện này là Phụng đọc trên web nha mấy bạn, không biết có thật hay không, chỉ kể lại cho các bạn nghe thôi. Một cái cô đó tóc ngắn cỡ tóc tém thôi, nhưng mặt rất là ốm và xanh. Thì cô đó mới nói là bác ơi, cháu đói quá, vậy đó, cháu đói quá mà cháu lạnh quá bác ơi, bác có thể nào cho cháu ăn chung với gia đình mình không, giống như vậy á, kiểu vậy. Kiểu em đọc trên mạng thấy nó nói vậy, kiểu là bác có thể nào cho cháu ăn chung với gia đình mình không, cháu rất là đói và cháu rất là lạnh, ở đây cháu cũng buồn lắm, có bác với là em về cháu vui. Cái xong bà này bà mới sợ quá, bà thấy cái chuyện gì xảy ra, bạn hiểu không. Cái sáng bà ngủ dậy thì bà chỉ nghĩ là chắc một giấc mơ bình thường thôi, nhiều khi đi làm mệt về quá suy nghĩ vậy, không quan tâm gì tới người ta. Mấy bạn hiểu không, kiểu như người ta cố tình người ta báo mộng cho mình biết á, người ta báo mộng cho mình biết là người ta đói, không quan tâm gì tới người ta thì bà cũng bình thường. Cái hôm đó là anh đó đi về làm khoảng tăng ca, thì công nhân á mấy bạn, ca sáng là mình làm khoảng tới chiều, còn mình tăng ca là mình làm thêm ca tối, cỡ khoảng 3 giờ sáng mới về tới nhà. Thì lúc đó anh đó về khoảng 3 giờ sáng, ảnh về tới nhà, mấy bạn biết á, cái đây là cái bếp lục cơm đúng không, thì ảnh đang lục cơm ngay cái bếp. Đây là cái bếp, còn đây là cái cửa nhà tắm, đó là cái cấu hình của cái nhà trọ là như vậy, còn chỗ ngoài này là ngủ. Thì đang lục cơm ở ngay cái bếp như này nè, thì lúc mà ảnh vừa bới tô cơm, ảnh xoay qua thì thấy có một cái người con gái rất là nhỏ con. Em cả nổi da gà. Một người con gái rất là nhỏ con, tóc tém như này nè, ngồi ngay cái chỗ cái cửa nhà tắm á, là cái chỗ đó, đây là cái nhà tắm đúng không, đằng trước này nó cũng có một cái chỗ rửa chén bát, thì ngồi ngay cây góc này nè, nhìn như nè giống như là người ta đang mà xó vậy bà. Đang rất là đói, trời má, nổi da gà, giống như là người ta đang rất là đói vậy. Mấy bạn, người ta đang nhìn ăn á mấy bạn, nhìn ăn. Thì ảnh sợ quá mới rớt luôn cái tô cơm xuống. Thì lúc mà rớt xuống xong mình nhìn lại là không thấy gì nữa. Xong rồi ảnh mới đem cái câu chuyện này kể cho mẹ ảnh nghe.
thì mẹ mới nói là ừ, mẹ có nằm mơ thấy một người con gái, mẹ có nằm mơ thấy một cái người con gái cũng tóc tém dày mà nói là rất là đói, có hai mẹ con mình về ở người ta rất vui, người ta được ăn cơm chung, mấy bạn hiểu không? Tại vì do là cái lúc nào cô đó nấu cơm buổi sáng thì buổi khuya nó cũng thiêu hết trơn mấy bạn, là có người ăn đó mấy bạn. Chị làm gì vậy? Không biết, tự nhiên người ta nói đằng sau có gì vậy? Chị quay lại chị nhìn thôi. Đừng chị. Ừ rồi ok. Ăn đi cho đỡ sợ. Xong cái anh đó, mẹ anh đó mới kể vậy. Ừ. Thì qua ngày hôm sau là hai mẹ con về nhà, hai mẹ con về nhà mới đầu là mua đồ về cúng cho cô đó, cúng để cầu siêu á. Cúng để cầu siêu thì cô đó mới kể là khi xưa là bị kiểu giống như là bị sảy thai, các bạn hiểu không? Bị sảy thai nên là uống thuốc ngừa thai mà sảy ra là vô tình mất luôn ngay ở chỗ đó. Nên là không có siêu thoát được, mấy bạn hiểu không? Không có siêu thoát được. Nên là cái anh đó với cô đó mới cúng cho cô gái này. Cúng, nhưng mà cúng mà chắc chắn là người ta sẽ dọn nhà đi luôn, chứ người ta không dám mở đó nữa. Đó là một cái câu chuyện phụng đọc ở trên web. Mà mấy bạn hiểu cái cảm giác mà mình đang quay mặt qua đây, xong cái mình quay lại thấy một người ngồi chò hỏ nhìn mình vậy nào, mấy bạn biết cái cảm giác đó rất là gớm chó luôn á. Đọc tới khúc đó là nổi da gà. Mấy bạn đừng hù nữa, nó thì cũng rất là sợ. Tại vì ngay chính cái căn phòng này nó cũng đừng có nói gì hết. Ok. Mấy bạn hiểu không? Nhưng mình Phụng sẽ không kể cho các bạn nghe đâu, không dám kể đâu. Đây, Phụng sẽ cho các bạn coi cái này ha. Coi cái này, các bạn biết đây là cái nhà của Phụng. Đây, Phụng sẽ cho các bạn xem cái này. Đây là trên đầu nặng. Mấy bạn thấy bùa không? Thấy bùa không? Thấy rõ. Đó, ê. Lộn rồi. Đây. Đây. Đó, cái này là Phụng làm đây. Các bạn thấy không? Thì cái câu chuyện trước đó thì Phụng sẽ không kể cho các bạn nghe được, tại vì không có nên á. Nhà mình ở không có nên á, mà Phụng cũng đã có dán ở trên đây. Tại vì người ta cũng không có hù gì, nhưng mà do là mình không có can đảm để đối diện với cái sự có mặt, mấy bạn hiểu không? Nên mình phải dán lên trên đó, chứ thật sự đang không phải muốn đánh đuổi gì. Gì nó gừ bà, chó tôi nó gừ bà, không. Tôi sợ bà. Ừ, tôi cũng sợ thiệt. Kể chuyện khác đi, đừng có kể chuyện phòng tôi, đi. Đâu, em muốn kể chuyện rồi. Phòng mày đâu. Không, chị không kể được em ơi, nhà chị đang ở, chị lại với em. Ừ. Rồi, chị kể đi. Mấy bạn ơi, nhớ like và share livestream cho Phương với Phụng nhiều nha mọi người, ha. Cái gương bàn trang điểm. Gì bà? Bớt bà. Thôi, bớt, không ai quan tâm đâu. Đừng có hù. Ừ. Hù là tắt livestream liền á. Ừ. Rồi, kể tiếp cho các bạn nghe một câu chuyện khác. Nhớ like và share livestream cho Phương với Phụng nha. Đúng. Thì mấy bạn nghĩ đi nha. Ví dụ như cái người mà người ta mất đi, thì theo một số người á, nhất là quan điểm là đạo Chúa, thì người ta sẽ nghĩ là sẽ lên thiên đàng. Còn nếu như mà ai mà dạng như là tâm địa không có được tốt á, thì người ta sẽ là cái gì, quỷ Satan gì đó cũng biết. Nhưng mà bên đạo Phật á, thì khi mà một con người nào mất đi á, người ta cũng sẽ vương vấn lại trần gian một chút xíu. Cũng có một câu chuyện đọc ở trên một trang web, mà câu chuyện này nghe đâu nói là xảy ra ở quận 10. Gì kêu vậy? Không, đồng hồ chị. Đồng hồ gì chị? Em lại chị. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở quận 10, nghe đâu là quận 10, nhưng mà mình cũng không có rõ. Thôi con lên đây với mẹ cho đỡ sợ nha. Ừ. Có một cái căn nhà đó có hai vợ chồng ở sống với nhau. Thì không biết cái câu chuyện này là bà vợ có làm gì ông chồng hay không, trong khi mà chung sống với nhau. Cảm ơn nha bà. Thì ông chồng này ghen bà vợ, ghen mấy bạn hiểu không, ghen tuông. Mà hai vợ chồng này thì cũng chưa có con. Phụng chỉ nghe là một cô bé, có nghĩa là cái bài này kể lại là do của một cô bé ở gần căn nhà đó, ngay quận 10. Cô bé đó mới... tao ở quận 10 luôn á. Thì em kể thiệt quận 10 mà em thấy người ta đăng trên web vậy mà chị. Là con bé đó nó kể lại nhưng mà nó giấu tên. Cái căn nhà nói ra sao ta cho mướn được bà nội. Xong cái... Thì khi xưa á, là hai chồng đó ở với nhau. Không biết là một cái ngày có một cái chuyện gì đó xảy ra. Người chồng đó mới cắt cổ người vợ, chặt đầu luôn, mấy bạn hiểu không? Chặt mất cái đầu luôn. Xong rồi ổng mới treo cổ ông tự dẫn luôn. Ừ. Treo cổ tội luôn, chị đừng có nhìn xung quanh nữa, em lại chị luôn. Con chó nó khỏe chị, hết hồn.
thì cái lúc này á thì ông này mới cắt cổ bà vợ luôn, không có kiểu như là cắt cổ xong rồi ông tự tử trong cái nhà đó luôn. Sau đi một thời gian khoảng 1-2 năm gì đó, cái câu chuyện này thì tất cả cái người trong xóm biết hết, tất cả cái người trong xóm biết hết, và cái con bé đang viết cái bài này nó vẫn biết luôn. Thì nó bảo là sau khoảng 2 năm á thì có một cái cô đó cũng là giáo viên dạy đàn, mấy bạn hiểu không, giáo viên dạy đánh đàn piano. Thì cổ mới lại, cô hỏi là cho con hỏi phải cái nhà này đang cho mướn không. Thì mấy cái người xung quanh người ta mới hỏi là ủa sao mà con biết cái nhà này là cho mướn. Cái con bé này nó mới kêu dạ, tại vì con đang đi tìm nhà con mướn á, thì con thấy có một cái chú đó giống như là bán vé số. Chú đó lại nói với con là cứ vô cái căn nhà này ở cái đường này của quận 10 thì sẽ có người cho mướn. Tại căn nhà này mướn rất giá rất là rẻ. Thì cái chú đó hình như tên là Việt, thì Phụng chỉ nhớ vậy thôi, không có nhớ tên Việt hay tên gì đó. Thì mình mặc định một cái tên là Việt đại đi ha. Thì chú đó tên là Việt. Cái mấy người xung quanh mới trợn mắt lên nhìn xong mới hỏi là ủa con ơi, cái chú đó làm sao. Cái cô giáo này cũng thật thà, phát lấy nước hết hồn bà. Trời ơi, nghe cái tiếng miệng phòng mày nó vang sợ quá Phụng. Thì kêu là cái gì vậy anh, từ từ để Phụng không lên. Okay. Cái cô giáo này mới thật thà, mới kể là cái người đàn ông đó đó thì tóc kiểu dạng như là trẻ hai mái, tướng hơi lùng lùng mà đen lắm, đen mà ốm lắm. Thì mấy cái người xung quanh đó, mấy người xung quanh xóm mới hết hồn, tại vì câu chuyện mới xảy ra cách đây 2 năm. Thì mình cũng ở chung một xóm với nhau, đương nhiên mình sẽ biết hình hài và mặt mũi và tên của nhau. Cái cô, có một cái cô đó, cô nói là con ơi, con nói vậy là không có đúng, tại vì cái ông đó đó là ông đã mất rất là lâu rồi, là cái ông đó tên Việt á, là cái chính là cái ông cắt cổ bà vợ đó mấy bạn, chết rất là lâu rồi. Thì cái câu chuyện này mình chỉ đọc là một con bé trong xóm đó, nó kể lại trên một cái group gọi là Creepy á. Từ từ để mình tới. Thì cô giáo này nghe như vậy cũng không có tin lắm, nghĩ là bình thường, tại vì người ta cũng thường hay nói là ở hiền thì gặp lành giống vậy đó mấy bạn. Thì cô dẫn vào mướn, hình như là căn nhà đó là có 2 cho tới 3 lầu gì đó, Phụng không nhớ, nhưng mà giá mướn rất là rẻ, có 1 triệu hay 2 triệu gì một tháng à, là rất là rẻ luôn các bạn. Thì bắt đầu là người cái cô giáo đó mới vào đó ở khoảng tầm 1-2 ngày rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Cái khi mà, tại vì cô giáo đó dạy đàn, ở trong nhà cô là có một cái piano mấy bạn, một cái piano để đánh đàn. Hôm đó là khoảng là 8 giờ tối. Cái cô mới kiểu như là đi chơi với bạn, nhưng mà bóp cái cửa ngoài lại thì đi chơi với bạn trai hay bạn gì đó Phụng không biết. Cái con bé ở trong xóm này nè, nó mới đi ngang, tại vì cái tiệm, cái nhà của ông, cái ông cắt đầu bà vợ là cái nhà cô giáo đang mướn đó là nằm ở đây. Nhưng mà cái tiệm tạp hóa nó nằm ở trên. Mấy bạn biết, những cái đứa trẻ trong xóm nó rất là sợ, mỗi lần mà nó đi ngang nó mua bánh á, nó rất là sợ luôn các bạn. Nó rất là sợ. Thì khi mà hả, cái con bé này nè, nó đi ngang, nó đi mua bánh. Nó mua bánh xong rồi, nó chạy trên đường về thì đi ngang nó nghe cái tiếng đàn piano bạn. Đàn mà cái tiếng đàn nó rất là kiểu giống như nó rất là, không phải là đàn nhẹ nhàng, nó làm tăng 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 vậy đó. Nhưng mà ở trong nhà không có ai hết đó mấy bạn, không có ai. Thì cái con bé này nó mới nói ủa sao kì, chắc học trò của cô này đang ở trong nhà đàn, cô này đi ra ngoài chút xíu nên khóa cửa, nên là nó không có nghĩ gì hết. Thì nó mới mua bánh xong nó chạy về, nó mới kể cho mẹ nó nghe là ừ mẹ ơi, con mới chạy ngang cái nhà của ông bà đó đó, cái con nghe cái tiếng đàn. Thì tức mẹ nó mới kêu là mày đừng có để ý, kiểu giống như là mày đi ngang mày coi như là không có chuyện gì xảy ra, tại vì không có nên nhắc người ta đó các bạn. Thì nghe cái tiếng đàn vậy, cái lúc mà buổi tối cô giáo về á, tất cả cái người trong xóm nhìn bà giống như một ánh mắt, giống như là bà này rất là lạ lùng mấy bạn hiểu không. Sao bà này ý là nhìn vậy nè,
nhìn nhưng mà không có dám nói, mấy bạn hiểu không? Tại vì người ta mướn, người ta ở thì sợ người ta có chuyện gì xảy ra. Đây là bánh tráng bơ của chị Phương bán nha các bạn. Bánh tráng bơ này rất là ngon, mấy bạn mua là có sẽ có vong hồn đi theo và ám ảnh các bạn luôn. Vong hồn mập đó. Bánh tráng rất ngon nha, mấy bạn mua thì cứ nhắn tin chị Phương ủng hộ cho mình kể tiếp. Thì câu chuyện này mình chỉ đọc trên web, tin hay không thì tùy mấy bạn. Nhưng câu chuyện này cũng nghe nói cái nhà này ở quận 10. Dạ. Gần nhà bé luôn đó. Rồi xong thì cô giáo này mới đi về thì mọi người cũng nhìn cô, thì cô cũng rất là bình thường mấy bạn. Cô nói chắc mình mới về lạ, người ta không có, có người ta hơi lạ mình thôi. Cái hôm đó thì cô ở đó xong cái qua ngày hôm sau thì học trò của cô lại cũng học tấp nập lắm. Thì mấy bạn biết sao, mấy đứa con nít trong xóm không ai học, mặc dù người ta rất thích nhưng mà người ta không có dám vô học mấy bạn. Người ta sợ bạn hiểu không? Mấy bạn nghĩ đi, có một cái người đàn ông mà cắt khổ người phụ nữ trong căn nhà đó, người ta đâu có cho con người ta vô học, nhất là con nít không có nên đó mấy bạn. Thì cô giáo này vẫn dạy học sinh bình thường. Cái có một cặp vợ chồng đó chạy lại, giống như là đi lại đó, thì cứ đứng trước cửa nhà nhìn vô vậy nè, nhìn vô nhà vậy nè. Thì cái cô giáo này mới chạy ra, giống như là chào hỏi, dạ em chào chị, chị ở đây hả sao? Cái xong hai chồng này mới nói, sao em dám mướn ở đây vậy? Cái cô này mới nói, dạ em thấy đâu có gì đâu chị, mình ở hiền mình gặp lành. Thì em ở đây em vẫn thấy bình thường chứ không có cái chuyện gì xảy ra hết chị ơi. Thì hai chồng này cũng xong rồi bỏ đi. Cái tối một hôm đó, cô giáo này đang ngủ, khúc này hấp dẫn. Thì tối hôm đó, cô giáo này đang ngủ, cái tiếng gì vậy chị? Tiếng gì em? Tiếng gì vậy chị? Đừng bật tiếng hú. Chị không hề bật tiếng hú nha em nha. Chị không hề bật nha em. Chị sẽ cho em xem đằng sau đây. Chị không hề bật cái gì luôn, chị chỉ bật flash thôi. Đây nha, chị chỉ bật đèn flash thôi đó. Xung quanh đây không có một cái điện thoại nào luôn, chị không bật tiếng hú. Kể chuyện ma mà sao bật được, bật lên sợ mấy bạn không có nghe cái tiếng của chị kể á. Thì cái tối hôm đó cô giáo này mới ngủ, mấy bạn hiểu không? Bà ngủ thì khi mà bà ngủ vậy á, cái bà tự nhiên cái lúc mà bà đang nằm vậy nè, thì bà nằm dày thì bà cảm giác như ở trên đầu bà rất là nặng. Cái giường á tiếng è è á chị, thôi nghe giọng chị là được rồi, kệ đừng quan tâm. Thì cái trên cái đầu giường của bà, trên cái đầu giường của bà thì mới bà thấy nặng lắm, nặng giống như mình ngủ mà nặng đầu mình. Các bạn hiểu không, khi mà mình ngủ có một ai gần mình sẽ cảm giác được, mình chắc chắn với các bạn, ngay cả các bạn sẽ có cái cảm giác đó. Ngay cả nhiều khi mình ngủ mình cũng có cảm giác, các bạn hiểu không, cảm giác là ai đó đang đứng ngay chỗ đó luôn, mặc định là chỗ đó luôn nha bạn, mình cảm giác được chứ. Cảm giác được đó chị, cái đó là giác quan thứ 6 á, ai cũng có đó. Xong rồi cái cô đó mới thấy nặng trên đầu quá, thì cô mới đang nằm vậy nè, xong rồi quay qua ngước lên. Thì trời mấy bạn ơi, ngước lên cái là thấy một người đàn bà tóc quăng như này, quăng như này, nhưng mà ngồi vậy nè, ngồi trên đầu nằm á nha, nhìn cô đó mà cười vậy nè. Thì cô giáo đó mới đơ, mấy bạn hiểu cái cảm giác không có thể la khi mà các bạn gặp thật sự á, mà không rõ mặt nha các bạn, không rõ mặt, chỉ thấy sơ là nhoảng miệng cười thôi. Thì cô giáo đó mới đơ vậy nè, đơ mặt ngu luôn. Cái bà đó mới nói là cái đầu đẹp quá ha, là cái đầu của bà cô giáo á, cái đầu đẹp quá ha, cho xin cái đầu được không? Thì con nhỏ đó nó kể vậy đó chị, em nổi da gà cho luôn. Xin cái đầu được không má ơi, cái đầu đẹp quá ha, cho xin cái đầu được không? Xong rồi cười nè. Trời, cái bà này không, mấy bạn biết không, mấy bà đơ này vậy nè, bà đơ vậy nè, bà cứng họng, bà không nói được câu nào, bắt đầu bà nhắm mắt lại thì mở mắt ra mất tiêu luôn các bạn. Cái cô giáo này mới sợ quá, bạn hiểu không? Mấy bạn nghĩ tự nhiên mấy bạn đang ngủ, cái có ai đứng trên đầu nằm mà kêu cái đầu đẹp quá ha, cho xin cái đầu được không? Gặp tao đụ má tao chết cho tại đó luôn, tao cắn lưỡi tao chết luôn. Xong cái cho xin cái đầu được không? Ghê lắm chị. Xong cái bà này bà mới sợ quá mấy bạn. Sáng mai là bà bước ra khỏi nhà liền, không dám ở lại dọn một bộ đồ nào. Ngay sáng mai là bà bước ra khỏi nhà liền, thì bà mới kêu là người nhà của bà hay là bạn bè gì đó chị không biết nữa, thì lại dọn đồ đi. Khi mà dọn đồ đi như vậy á,
khoảng tầm là mấy tháng sau cũng có hai cô bé đó lại mướn nữa. Cái câu chuyện này còn một câu chuyện nữa, vẫn là căn nhà đó, hai cô bé đó lại mướn nữa, ghê lắm chị. Nghe em đọc mà đủ má em sợ. Ôm em đi. Xong cái hả, hai cô bé đó lại mướn nhà nữa, thì hai cô bé là sinh viên nên là không có nhiều tiền á, mới mướn cái căn nhà đó thì tầm khoảng 1-2 triệu thôi bạn, mà ở cái căn nhà 2 lầu. Nói như các bạn mướn không, mình nói thiệt rất là rẻ luôn. Ở cái căn nhà 2 lầu. Xong cái hai con bé đó mướn thì vẫn là mấy ngày đầu không có cảm giác gì hết. Hai con bé đó mướn thì tất cả những cái trẻ con trong xóm, mấy bạn hiểu không, đi ngang như nè, nhìn bằng một ánh mắt ghê sợ miệt thị, nhìn hai cô đó như nè, nhìn rất là miệt thị. Thì có một cô bạn là cái người đang viết lên cái bài viết này, và đang viết lên cái bài viết này mà Phụng kể cho các bạn nghe đó. Thì cái cô bé này mới lại kiểu giống như hỏi thăm là chị ơi, vậy mà mình hỏi dọ, kiểu như mình hỏi là chị ở đây có ổn không. Nó hỏi là chị ở đây có ổn không, là có nghĩa là đúng không, chị có thấy gì không đó. Thì hai nhỏ này cũng nói chị đâu có thấy gì đâu em, chị ở rất là bình thường. Thì con bé này nó mới không có kể, mấy bạn hiểu không, tại vì khi mà người ta ở mình kể ra là mình rất là mất dạy. Xong cái nhỏ này không kể, thì hai cô bé này ở rất là bình thường. Sau mấy bạn biết, sau khoảng là một tuần sau, Thì hai cô này một trong hai cô nha, có một cô mấy bạn biết không, tự nhiên nha, không tóc như nè mấy bạn, tóc vậy nè, rụng. Tự nhiên tóc rụng mấy bạn hiểu không. Thì hai nhỏ này nó mới nghĩ là chắc tại vì xài cái dầu gội gì không hợp nên tóc nó mới rụng nhiều như vậy. Nó không có nghĩ gì hết mấy bạn. Thì tóc rụng mới đổi dầu gội, mấy bạn hiểu không. Tóc rụng xong cái tự nhiên tóc á thì càng ngày càng rụng mấy bạn, rụng như là bị ung thư vậy. Mà trong khi con nhỏ này rất là bình thường. Thì tối hôm đó thì bắt đầu là đi chơi, hai đứa đi chơi. Một đứa thì xách xe ra ngoài trước là chờ con này, là bắt đầu trang điểm đi chơi hết rồi. Xong cái một cô nhỏ bạn trong hai con thì một con nó mới vô cái bạn trang điểm á để sơn môi. Mấy bạn thì đang giống như là đang lấy cái son như này, thì mình đang son như mình nhìn như này mấy bạn. Thì trời ơi đủ má đằng sau gì nè, nguyên một cái ông bự, mấy bạn hiểu không? Ông bự như nè, to mà đen như nè. Xong ông nhìn như nè, xong nói là đụng má xong giống như kiểu như sao mày không đi, tao lấy đầu mày bây giờ, cắt đầu mày bây giờ. Thì con nhỏ này mới xỉu luôn các bạn. Con nhỏ này xỉu tại chỗ luôn. Bắt đầu là con nhỏ này mới chạy vô bắt đầu là kiểu như là kêu đi bệnh viện. Thì nguyên cái xóm hôm đó nó náo loạn luôn. Thì con nhỏ này mới hỏi là cô ơi, ở trong đây nó có câu chuyện gì vậy cô? Thì người ta mới kể là ở trong đây có một ông chồng, cái nhà này là có ông chồng, bà vợ đó thì bị cắt cái đầu mất đi, thì chỉ còn ông chồng thôi. Ông chồng ổng cũng thắt cổ tự tử. Cái hai nhỏ này nó cũng, mấy bạn hiểu không, nó cũng sợ. Nhưng mà sinh viên nghèo mấy bạn ơi, phải ở. Thì hôm đó nó khi mà nó xuất viện về thì nó giống như kiểu như là, mấy bạn hiểu không, mình chỉ thấy trong một thoáng tích tắc thì mình không nghĩ nó là cái gì đâu. Thường thì mình nghĩ là có một vài bạn cũng bị cái trường hợp giống như mình. Ví dụ như lâu lâu mình cũng nhìn thoáng qua cái thấy có người, nhìn lại không thấy. Lâu lâu cũng thoáng qua cái thấy có người, nhìn lại không thấy. Đó là cái trường hợp chắc chắn bạn nào cũng sẽ gặp. Nhưng mà khi mà các bạn gặp trường hợp đó, các bạn nghĩ là mình bị khùng, hiểu không? Hoặc là nghĩ là chắc mình bị hoa mắt, mình không thấy. Thì con nhỏ đó nó cũng nghĩ như vậy. Cái nó vẫn ở bình thường bạn, nó vẫn ở. Tự nhiên một hôm á thì cái câu chuyện này là Phụng đọc ở trên một trang web, chứ cũng không có rành đó mấy bạn, không có biết là nó có thật hay không, chỉ đọc ở một trang web của con bé đó quận 10. Thì tự nhiên một hôm á, con này một đứa nó đi chơi, mấy bạn hiểu không, một đứa đi chơi chỉ còn một đứa nó ở lại thôi. Một đứa đi chơi chỉ còn một đứa ở lại thôi. Thì mấy bạn biết sao không? Thì bạn biết sao, một đứa nó ở nhà không phải là người ta gan đâu mấy bạn. Tại vì do là người ta chỉ thấy trong một cái thoáng tích tắc á, người ta nghĩ là mình bị hoa mắt thôi, hoặc là người ta bị gì thôi. Tại vì khi nó xỉu rồi nó đéo biết gì nữa mấy bạn hiểu không. Xong cái con nhỏ này ở nhà, thì mấy bạn biết á, có khoảng là 11 giờ con bé kia về. Mấy bạn biết khi mà nó về, nó chứng kiến cái cảnh tượng là con nhỏ này đang ngồi trước cái bàn gương vậy đó bạn, lấy cái kéo cắt tóc như gà nè, cắt tóc
cắt tóc xong rồi chảy máu da đầu luôn bạn, cắt xong rồi gào cho tới nỗi mà chảy máu da đầu luôn. Xong rồi nó vừa ấy vậy á thì nó vừa nói là hả đầu đẹp, tóc đẹp, đầu đẹp, tóc đẹp. Xong rồi con nhỏ này giờ nó thấy vậy nè, nó hoảng luôn. Mấy bạn hiểu cái cảm giác mà khi mà mấy bạn về, mấy bạn tự nhiên chứng kiến một cái người thân của mình ngồi trước cái gương và cái bàn trang điểm á, thì nó cắt tóc vậy nè, nó chải đầu, nó cắt tóc vậy nè, xong nó kêu đầu đẹp, đầu đẹp, đầu đẹp quá, xong cái máu quá trời luôn bạn, mà tóc nó rụng xuống đầy nhà luôn. Thì con này nó mới la lên vậy đó, cái nguyên cái xóm nguyên cái xóm che gương lại. Gương gì bạn, đâu có gương gì đâu. Mày có cái gương này không? Gương gì? Phòng mình không có gương. Thì xong là cái xóm người ta bu lại. Bắt đầu là từ cái câu chuyện đó đó, là hai con bé này nó dọn đi luôn. Và cái cô đó hình như là nhập viện hay sao. Sau cái chuyện đó là nhập viện á, mấy bạn biết không, khi mà giống như là cái vong hồn người ta mất, thế vì như mà người ta hiền thì không sao, nhưng mà tại vì người mình cũng có người hiền, người dữ, người ác, người thâm độc, người thật thà, mấy bạn hiểu không? Thì người ta cũng vậy, tại vì khi người ta mất, nhưng mà cái tính bản chất người ta vẫn vậy. Ngay cả khi mà người ta mất mà người ta có một cái điều gì đó ức ức trong lòng á mấy bạn, thì người ta sẽ giống như trở thành một cái linh hồn mà dữ. Cái đó ta gọi là quỷ luôn rồi, chứ không còn là ma nữa. Ờ, mà chị nghĩ đúng má, nó cứ cắt tóc, tóc đẹp. Ủa má, cái khúc tóc đẹp quá hả? Đầu đẹp vậy đó mà chảy máu lung tung hết đó. Ừ. Thì đó là cái câu chuyện của cái căn nhà quận 10. Ừ. Thì mình chỉ đọc trên cái đó như vậy mà mình nhớ có nhiêu đó thôi, thì mình kể cho các bạn nghe. Bàn trang điểm nha các bạn. Cái đó tên là bàn trang điểm mà. Bên không, tay phải hả? Con nhỏ đó ở bàn trang điểm. Tụi nó kêu bàn trang điểm bên tay phải. Chị có bàn trang điểm. Mà thôi, mấy bạn đừng nói tới cái phòng của chị nữa, chị lại với bạn, chị kể tiếp đi. Chị không nhớ chuyện gì để kể luôn á. Cái gương bàn trang điểm. Chào các bạn. Thì bây giờ mình Mấy bạn nhớ share livestream cho Phư với Phụng nhiều đi rồi kể tiếp nha. Mình kể thì mình kể thôi. Tại vì mấy bạn nghĩ đi, khi mà mình, nói chung là cái phòng Phụng đang ở thì cũng, nói chung bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có một người khuất mặt khuất mày các bạn. Cũng sẽ có một người khuất mặt khuất mày. Nhưng mà quan trọng là mình không có làm gì người ta thì người ta sẽ không có làm gì mình. Trừ khi cái linh hồn người đó bị út ức. Trừ khi cái linh hồn người đó bị út ức. Nhưng mà mấy bạn đừng đề cập tới cái phòng của mình nữa, mình quỳ lại các bạn. Bây giờ mình sẽ kể câu chuyện khác cho bạn nghe. Ừ, đừng có đề cập nữa, nếu đề cập là không kể nữa luôn nha mấy bạn. Lý do mà không đề cập sẽ cho các bạn xem ha. Cái gì vậy trời? Các bạn thấy gì không? Đó. Đó. Nhìn vậy là đủ hiểu ha. Đừng có hỏi nữa. Đừng có nói nữa. Không có nên. Thì bây giờ mình sẽ kể câu chuyện khác cho các bạn nghe ha. Có quay chị với Pháp nữa. Qua tí đi chị. Thấy gương ghê quá. Ok, rồi. Qua đây. Ok. Giờ kể câu chuyện khác cho mấy bạn nghe nha. Đà Lạt đi chị, Đà Lạt hôm bữa chị kể cho bạn nghe rồi. Đà Lạt nghe quá trời Đà rồi. Lạt là câu chuyện có thật mà chị gặp luôn. Còn những cái kia là chị chỉ nghe người ta kể thôi. Còn Đà Lạt là câu chuyện có thật mà chị gặp. Trời ơi, tao với mày là gặp bao nhiêu câu chuyện cho Đà Lạt dữ luôn rồi đó. Quá trời rồi đó. Kể chuyện khác đi bà. Thấy, nếu như các bạn thấy mình mới cho các bạn xem cái gì rồi thì các bạn đừng có nhắc ở trong phòng nữa. Ừ, không có gì vui đâu ở trong phòng này đâu, đừng nói nữa. Mọi người ơi, nhớ share livestream cho Phương với Phụng nha, rồi sau đó kể tiếp nè. Thì nói chung á là Phụng không phải là sợ, nhưng mà kiểu không có nên là khơi gợi lại người ta, mấy bạn hiểu không? Thật sự là không phải là sợ, cũng tại vì mình ở đây á thì người ta cũng giống như là người nhà của mình, nhưng mà mình không có nên nhắc, không có nên khơi gợi, mình chỉ nên mé mé sơ sơ ngoài kia. Mé ghê luôn á. Ừ, không có nên nói người ta. Ừ. Ha. Đó là gì à? Chị cũng không nói được nha em. Thông cảm mấy chị, đứa nào hiểu thì hiểu. Thì bật đèn phòng lên. Tại vì bật đèn phòng lên đó, thì các bạn sẽ không còn sợ ma nữa. Nhưng các bạn sẽ sợ chị. Tại vì chị rất là ở dơ, nên xung quanh phòng chị rất là nhiều đồ. Chị không bật đèn đâu tụi em. Bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện khác ha. Một câu chuyện này á thì chỉ nghe bà ngoại kể thôi, chỉ nghe bà ngoại kể thôi, không biết nó là có thật hay không, nhưng mà chỉ nghe kể đi chị. 12:30 em phụ ngủ mà đi học. À, mình một câu chuyện này chỉ nghe bà ngoại kể thôi. Thì khi xưa á
mà ở dưới quê của Phụng á là người ta làm nghề chủ yếu là trồng lúa với lại nuôi heo. Mấy bạn biết á, Châu Đốc mà ngay khúc An Giang khi Su Bon Bốt đánh chết rất là nhiều các bạn, chết dã man, chết dã man luôn, kiểu giống như là giành địa phận với nhau quá các bạn. Thì nó giống như là giặc vậy, giặc xâm lược á các bạn. Thì người Bon Bốt đó là thuộc người Campuchia với lại Khmer Đỏ, người Khmer Đỏ. Thì cái nhà ngoại Phụng thì có nuôi heo, nuôi một con heo. Con heo đó thì để Phụng kể cho mấy các bạn nghe nha. Cái câu chuyện này không có biết phải là ma hay không, hay là nó thành tinh. Thì nhà ngoại Phụng hồi xưa là nhà lá, nhà rất là nghèo, thì có nuôi mỗi một con heo thôi chứ không có nhiều mấy bạn, không có tiền nuôi nhiều. Mới là nuôi con heo đó thì cho nó đẻ, là con heo đó đẻ khoảng là 5-6 lứa rồi. Heo rất là mập, 5-6 lứa rồi. Tên là Nụ. Bà ngoại đặt tên cho con heo đó là Nụ. Cái cưng nha. Tên bé Nụ. Thì nuôi ở nhà sau á các bạn. Nuôi ở nhà sau. Thì ngoại chỉ kể cho mình nghe thôi chứ mình không biết cái câu chuyện có xác thực hay không, thì các bạn cứ nghe đi đã. Thì con heo đó tên là Nụ. Thì nuôi ở trong nhà sau á, là nuôi không có thịt nó, không có ăn thịt nó, chỉ là nuôi để mà lấy đẻ con ra xong mình bán á các bạn. Bán heo sữa. Xong cái một hôm á là mẹ mới mất đái, mấy bạn hiểu không? Mẹ mình mới mất đái thì còn nhỏ lắm, mất đái thì nuôi con heo ở nhà sau á. Tự nhiên cái lúc mà đi đái bạn, tại hồi xưa là xài đèn dầu chứ không có mà đèn như mình, mà đèn dầu bạn biết le lói lắm, nó còn đéo bằng một phần cái đèn flash nữa. Thì khi mà mẹ đi đái, đi ngang, đi xuống cái chỗ đi đái, là đây là cái nhà lá của nhà Phụng nha. Cái này là buồng sau, thì phải đi ra ngoài đây nè, đi ra ngoài sân vườn để đi xuống đái á, chứ không có đi trong nhà. Thì mẹ đi ở đường ở ngoài này chứ không có đi đường trong. Thì lúc mà đi vậy nè bạn, đi ra ngoài vậy nè, cái mới nghe tự nhiên cái nghe tiếng nói. Nghe vậy nè, tôi cứ trời ơi, tao phải trâu đâu mà sâu á hả, tụi bay đè tao ra bú dữ vậy. Tự nhiên nghe vậy các bạn. Mà cái lúc đó là khoảng là khuya rồi, ở dưới quê là 7-8 giờ là đã ngủ rồi mấy bạn. Thì ở đó chỉ có con heo mà không có ai hết á. Thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng người, bạn hiểu không? Nó nói ủa tao đâu phải trâu bò đâu, sao đè tao ra bú dữ. Là cái xong rồi bắt đầu tự nhiên mẹ nghe xong cái chạy lên liền, mà không có thấy gì bạn hiểu không, chỉ có nghe thôi, không có biết là cái gì hết. Mấy bạn đừng nghĩ bậy nha, đừng nghĩ bú gì nha. Thì nghe như vậy cái chuyện này là mình không biết có thật hay không, nhưng mà ở Châu Đốc An Giang khi xưa rất là nhiều ma mấy bạn, ma mà mấy bạn hiểu không, nó sống nhan nhã như con người rồi ha. Thì mẹ mới chạy lên, quyết định không đi đái nữa là mới ngủ luôn. Thì lúc đó cũng kiểu như là mình nghĩ thôi, bắt đầu mới sáng mới kể cho bà ngoại nghe. Mấy bạn biết không, trong lúc đó là cái con heo Nụ á của bà ngoại mình á, là nó đẻ con rồi, nó đang cho con bú, mày hiểu không, đang trong quá trình cho con bú để bán. Xong rồi con nó lớn á thì bà ngoại mình sẽ bán. Thì mẹ mình chỉ nghe thôi cũng không nghĩ gì. Qua những ngày sau thì con nó đã bán đi rồi. Thì ông ngoại là thường hay đi nhậu đêm, mấy bạn hiểu không? Hồi xưa là đi nhậu đêm về là đêm là 8 giờ mấy thôi. Đủ mẹ. Tỷ. Tụi khó đâu, thử cười lên thôi. Nhậu đêm là 8 giờ mấy, chị kỳ quá, em sợ nha. Rồi. Em kể chứ không phải chị kể. Biết rồi, chị cũng sợ mà. Nhậu đêm á là chỉ có 8 giờ mấy thôi. Thì về lúc mà về, có nghĩa là 8 giờ mấy đó là đã đen thù lùi mấy bạn ơi. Sập xế chiều là dưới quê người ta ngủ hết rồi, lúc đó mẹ Phụng còn nhỏ lắm. Thì ông ngoại mới đi vô nhà sau, đi xuống nhà sau để mà rửa mặt á, kiểu như là rửa mặt cho tỉnh á. Thì lúc mà đi ngang á, lúc đó là tối thùi á bạn, tối thùi thì chỉ có con heo nụ trong cái nhà sau thôi. Thì ông ngoại mới thấy là tự nhiên cái con heo nha các bạn, con heo mà nó ngồi, mấy bạn hiểu không, con heo mà nó ngồi mà nó đéo phải con heo nữa, tự nhiên con heo mà nó ngồi mà tự nhiên nó có tóc mấy bạn, con heo có tóc. Câu chuyện này là bà ngoại em kể thiệt, nhưng mà em không biết là có thiệt hay không, hiểu không? Là con heo nụ ở nhà của bà ngoại Phụng nuôi dưới quê á, tự nhiên nó có tóc dài vậy nè mấy bạn.
ông ngoại chỉ thấy sơ thôi, có nghĩa là không phải là mặt đối mặt, mấy bạn hiểu không? Chỉ là đang cầm một cái đèn dầu mà đi ngang thì thấy ở ngay trong góc đó có con heo nó ngồi mà nó có tóc, mà cái nanh nó dài vậy đó các bạn, nó đang ngồi vậy nè, đang ngồi nè, mà nanh nó dài vậy nè, có tóc nữa các bạn. Trời đủ má, đang xỉn luôn, tá hỏa tâm tinh chạy lên trên nhà trên luôn. Bắt đầu là bà ngoại mình mới xuống, nguyên gia đình mới chạy xuống bếp luôn. Chạy xuống bếp thì cầm rất là nhiều đèn luôn, xuống thấy con heo nằm ngủ bình thường. Mấy bạn hiểu ý mình nói không? Xuống thấy con heo nằm ngủ bình thường. Mà ông ngoại mình nói là khẳng định 100% là thấy con nụ có tóc, con nụ có nanh và con nụ đang ngồi. Mấy bạn nghĩ, tại vì á, cái người, mấy bạn biết sao không? Cái người đạo Hồi á, người ta có một cái quan niệm là con heo á, không được ăn thịt heo. Không được ăn thịt heo nha, không được làm thịt heo luôn, và không được nuôi heo, không được tiếp xúc với con heo. Nói chung là không được tiếp xúc với con heo. Đó là người đạo Hồi, người ta có quan niệm như vậy. Tại vì bạn biết sao không? Để Phụng kể cho các bạn nghe. Tại vì chồng Phụng là đạo Hồi đó, thì người ta kể là giống như khi xưa là chú trời đó, không biết nữa, nói chung là kêu là A-ló có nghĩa là người cao cả, cao hơn cả chúa luôn. Thì A-ló mới kiểu như là đầy quỷ xe tăng á, đầy quỷ xe tăng xuống, hay là đang làm một cái chuyện gì đó, thì con quỷ xe tăng nó mới nhổ cái cục nước miếng của nó vô trong cái người con heo. Mấy bạn hiểu không? Là cái cuốn kinh thánh đó là khoảng là hình như lâu lắm rồi đúng không anh? Chắc mấy trăm ngàn năm hay cả triệu năm trước á, thì cái cuốn kinh thánh của đạo Hồi, tại vì đạo Hồi là cái đạo xuất phát đầu tiên, thì người ta nói là cái con quỷ Satan nó nhổ cục nước miếng vô con heo đó, không có được ăn thịt heo nha các bạn, không được ăn thịt heo, tại vì con heo nó giống như quỷ vậy các bạn, chỉ nghe nói vậy thôi. Mà mấy bạn nghĩ đi, khi mà mấy bạn lấy một cái cục thịt bò, mấy bạn có thể thử nghiệm nha, ngày mai mấy bạn mua một cái cục thịt bò, mấy bạn để một bên, rồi cục thịt heo bạn để một bên, thì mấy bạn chế cái Coca Cola lên, sau khoảng là một ngày sau thì cục thịt bò y nguyên nhưng cục thịt heo nó sẽ nổi dòi, thì các chị hiểu không? Thì tại vì mình ăn thì mình thấy bình thường, tại vì mình ăn quen rồi. Nhưng mà đạo Hồi thì người ta không ăn thịt heo, cục thịt heo nó nổi dòi nhưng cục thịt bò nó không có nổi dòi, thì như vậy đó. Rồi xong cái ông ngoại bắt đầu là mở đèn lên là thấy con heo nó thánh đức cứu trời. Không phải các bạn, không phải thánh đức cứu trời, đạo hồi người ta có lâu rồi, mấy bạn có nói bậy bạ mang tội nha. Thì cái con heo đó mở lên thì thấy nó nằm ngủ bình thường. Mà ông ngoại mình chắc chắn, ông ngoại nói là không thể nào, tại vì dù tao có xỉn đi chăng nữa, tao không phải bị khùng, tao thấy con nụ mọc tóc, con nụ mọc nanh, con nụ đang ngồi, mà nó ngồi, bạn hiểu không, nó ngồi có một góc vậy nè, ngồi ngay đúng cái chỗ nó đang nằm. Mấy bạn hiểu ý Phụng nói không? Đúng cái chỗ nó đang nằm. Thì qua ngày mai là bán con nụ luôn, nguyên gia đình Phụng là bán con nụ gấp luôn. Là cái câu chuyện đó về con heo, mà không có là kiểu như là mình chỉ nghe người già kể thôi, chứ không biết là có thật hay không, chỉ kể thôi. Trời, mấy nước em thấy chị quen có phải chị đóng phim không? Trời ơi, đóng phim dữ luôn á, mà giờ hỏi phim gì. Vậy là heo thành tinh rồi. Nói chung là chị không biết, chị chỉ nghe bà nội chị kể thôi. Con heo đó tên Nụ, là nhà chị nuôi. Ừ, thì chị cũng không biết có thiệt hay không mấy bạn. Tại vì cái chuyện, do là cái chuyện là ngay cả bây giờ, tại vì nhà mình thành phố nhiều quá, nên mình nghe cái chuyện ma mà nó biến hình rồi này nọ, mình cảm thấy nó sợ lồn, nó hy hữu, mày hiểu không? Nó không có. Nhưng mà thật sự ra hồi xưa cái chuyện đó rất là bình thường, rất là bình thường. Bà ngoại nói hồi xưa cái chuyện nó rất là bình thường luôn, không có khó gì nó có thể hiện ra trước mặt các bạn như là người bình thường. Để kể cho nghe, cậu hai vui lắm. Cậu hai em á, ở trong cậu hai em là vậy nè mấy bạn ơi, hồi xưa là cũng ở Châu Đốc, An Giang. Thì là cậu hai của mình, nghe giờ em không dám ngủ một mình. Cậu hai của chị là, cậu hai của chị hồi xưa là làm thầy giáo mấy bạn, thầy giáo dạy tiếng Pháp. Thì làm thầy giáo dạy tiếng Pháp, và cậu hai chị học rất là giỏi. Nhưng mà bây giờ thì cậu hai chị làm thợ hồ. Thì kể cho nghe, thì ổng đi dạy, thì ổng dạy trên cái quãng đường, khi mà ổng kiểu như là ổng đi dạy giống như cái con đường mà từ cái nhà mà đi dạy á, là khoảng là nó cũng không có xa lắm, khoảng là tầm khoảng 15 phút đi bộ vậy á, 15 phút đi bộ là 10 phút gì đó, Phụng cũng không nhớ nữa. Thì đi dạy học dạy. Thì cậu hai mình đem lòng yêu một cái cô đó. Cô đó tên gì không nhớ nữa. Nói chung là tiếng gì không biết nữa. Thì gia đình mình mới kể là,
thì gia đình mình mới kể là cậu hai mình yêu cái cô đó mà hình như tên Hương tên Lan gì mình không nhớ. Cái xong cái trên, tại vì trên cái con đường của ổng á là có một cái gốc đa, trên con đường đi 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 dạy của ông cậu hai mình á là nó có một cái gốc cây hay là một cái gốc đa gì đó không biết nữa, không có mặc định được đó. Thì cái hôm đó là cậu hai mình đi về trời mưa, đi về trời mưa thì mới thấy có cái cô gái đang trú mưa ở đó. Hồi xưa bạn biết không, hồi xưa mặc áo bà ba mà cột tóc vậy nè, cột tóc á, cột tóc thả xuống vậy nè là đã đẹp lắm rồi, là đã đẹp lắm rồi, là gọi là hút hồn lắm rồi, kiểu như hot girl bây giờ vậy á. Thì cô gái đó rất đẹp luôn mấy bạn. Thì cậu hai mình lúc đó kiểu như là mọt sách mà thầy giáo mà đi ngang về thấy á, thì bắt đầu là thấy cô gái đó, cái mới đầu là vô hỏi là em tên gì, ủa sao đứng đây. Thì cô gái đó nói dạ em trú mưa anh ơi, mưa quá em đang định về nhà em, nhà em ở trong cái con hẻm ngay sau cái gốc cây đó là có con hẻm đó là đi vô nhà. Cái câu chuyện này thì mình cũng chỉ nghe gia đình kể lại, tin hay không thì tùy mấy bạn ha. Và sau đó thì cậu hai mình mới nói thôi để anh đưa em vô nhà, chứ trời mưa như vậy anh sẽ đứng giống như đứng chờ em mà tạnh mưa rồi đưa về, kiểu ga lăng mấy bạn, thấy gái đẹp ham. Cái đứng nói chuyện với cô đó, đứng nói chuyện với cô đó xong rồi cô đó cũng nói chuyện bình thường, bạn nói chuyện bình thường như mình vậy đó. Thì nói chuyện xong cái cậu hai mình mới đưa cô đó đi đi vào cái con đường, cái con đường mòn, tại vì trong cái con đường mòn đó cuối đường đó là một cái nhà lá là nhà của cô. Thì đưa cô vô cái con đường mòn đó là cậu hai của mình luôn nha, cậu hai ruột á. Thì đưa cô vô thì cái cô Lan nó cũng mới nói là thôi anh Đại anh đưa em tới đây được rồi, để em tự vô nhà. Em tự vô nhà được rồi. Mấy bạn tin hay không thì mấy bạn, mình đã nói là mình kể câu chuyện do gia đình mình kể lại mà. Anh Đại anh đưa em tới đây được rồi, em tự vô nhà được rồi, anh không có cần đưa em vô nữa đâu. Thì cái bà Phương mới đang nghe chị kể chuyện bà phê rồi, phê chứ. Thì cái cậu mình mới nói ờ vậy thôi Lan vô đi. Thì Lan vô đi, mình sẽ đi về, Đại sẽ đi về. Thì mấy ổng mới về, về thì cứ lòng cứ xao xuyến cái cô gái này hoài à. Tại rất là đẹp, hồi xưa mà giống như kiểu như hồi xưa mà như vậy là đẹp lắm rồi, là bén lắm rồi đó, giống vậy á. Ghiền lắm. Thì mới đi làm, đi dạy về lúc nào cũng đứng ngay gốc cây hết trơn á. Đứng ngay gốc cây, thì mỗi lần mà đứng ngay gốc cây đó, cậu hai mình đó cứ giống như là cứ chiều cứ đi về, giờ đó là cô gái đứng đó. Xong cái cậu hai mình cũng hẹn hò, các bạn hiểu không, hẹn hò kiểu như là mấy ngày với cô gái đó. Thì khoảng 2 ngày á, thì cứ đứng ngay gốc cây nói chuyện chơi, rồi xong đưa vô nửa đường là cô gái đi về, cô Lan đi về. Thì cô Lan đi về thì cứ ghiền lắm nha mấy bạn, cứ là về là mê mẩn, là đi dạy về là cứ đứng ngay góc chờ cô gái ra nói chuyện. Hồi xưa mấy bạn biết không, chỉ cần nói chuyện mà nắm tay cái là phê lắm mấy bạn. Thì cậu hai mình cũng có nắm tay là phê lắm rồi, chứ chưa được làm gì bạn, không có làm được cái gì. Cái cô gái đó mới về, cái bẵng đi một thời gian, cái cậu hai mình đi dạy mà đi về, cậu hai mình đi dạy mà đi về không có thấy cô Lan nữa, không có thấy, giống như là không có thấy em hot girl bén ngày nào đứng ngay góc đường chờ anh đi dạy về, không thấy nữa, mất tiêu à. Thì cái ông này á, qua mấy ngày luôn thì ông mới rất là giống như ông khó chịu, bạn hiểu không, cảm giác mà mình đang cua một cô gái mà mình đang phê, mình đang sướng, đang giống như tình yêu đang cao trào mà bị cắt ngang vậy mấy bạn. Thì cậu hai mới buồn lắm. Cái hôm đó ổng đi về, ổng quyết định là ổng sẽ đi vô cái con đường mà con nhỏ đó dẫn ổng vô. Ổng quyết định là ổng sẽ đi vô cái con đường mà con nhỏ đó dẫn ổng vô là cô Lan đó. Thì ổng mới nói là đi vô đây kiếm, ổng đang nghĩ là tụi má bây giờ vã quá rồi, không biết em ở đâu, đang vui vẻ với nhau mà tại sao em mất tiêu. Thì ổng mới đi vô con đường đó kiếm, thì bình thường là chỉ đưa cô Lan tới giữa đường thôi, nửa đường thôi, thì ổng về. Bắt đầu là ổng mới đi vô hết cuối đường luôn. Thì cuối đường có một cái nhà lá, thì ổng đứng trước cửa, ổng thấy chỉ có một bà già trong nhà thôi. Thì ổng mới hỏi dạ cô. Cái thì cái bà già đó, thì cái bà già đó bả mới hỏi là, cái bà già đó bả mới hỏi là cái gì vậy cậu kiếm ai. Ông này mới nói dạ cô ơi, có Lan ở nhà không cô. Thì ông Đại mới nói vậy, ông Đại mới kêu là có Lan ở nhà không cô. Bà già mới nói ủa cái gì, mấy bạn hiểu cái cảm giác mà ủa cái lồn giống vậy á, mấy bạn hiểu cái cảm giác đâu, cái lồn. Cái xong cái bà này nhìn ông Đại, nhìn nè,
Xong cái ông đảo mới hỏi lại là dạ con hỏi có Lan nhà không cô, cái này phải là nhà của Lan không cô? Thì bà già mới nói đúng rồi con, nhà của Lan á con vô chơi. Thì cậu hai á là ông đại ông cũng mới vô, thì nghĩ là má chắc kiếm được em rồi, kèo này là tươi rồi, bữa nay em trốn anh vợ anh đã thấy em rồi. Thì mấy bạn biết không, tươi dữ luôn, tại vì hồi xưa không có điện thoại, với lại là ở quê Châu Đốc An Giang rất là nghèo, không có điện thoại, chỉ là viết thư cho nhau là quá lắm rồi. Mà tại vì không có điện thoại đâu biết liên lạc với nhau đâu, mà cũng không biết kiếm nhau đâu nữa hết. Thì ông mới vô ông ngồi uống nước, mấy bạn biết không, khi mà ông ngồi uống nước á, ổng nhìn lên trên, ổng đang nhìn như là nhìn, tại vì nhìn lên như là trời, đụng má thấy trên giữa cái bàn thờ hình con nhỏ, đụng má tá quả tâm tinh muốn đá trong quần. Ổng thấy nha, ổng thấy mà ổng kiếm, như mấy bạn hiểu cái cảm giác mà không nói nên lời luôn không, yêu đơn phương không nói hay thành lời. Ừ, là bắt đầu là ổng nhìn thấy cái hình con nhỏ đó, con nhỏ đó ở trên đó đó, là bắt đầu su đơ luôn, mấy má su đơ luôn, gặp ta là, tao cũng là bắt đầu là không hỏi gì thêm. Thì bà đó bà mới hỏi dạ con là bạn của Lan hả hay gì đó, là ông im luôn bạn, ông im luôn, rồi đi về nhà luôn. Đi về nhà là ngậm ngùi im luôn bạn, im mấy ngày trời không nói chuyện nha. Ủa lỡ lúc đó nó mới mất thì không sao, không có làm gì, không có làm gì, chị hiểu không? Nếu như mà ở quê mới mất á là người ta sẽ làm đám tang, chị hiểu không? Làm đám tang là chắc chắn là mình phải biết, hiểu không? Mà tại vì nhà là do là cái đó là chỉ có ở trong xóm với nhau mới biết nhau. Còn cái này là cậu hai em á là đi dạy là trên con đường dài nè, mà trên con đường nó có cây gốc đa, thì từ cái gốc đa đó ở trong này nó mới có một cái căn nhà lá là nhà của ông Lan đó. Thì ổng nhìn xong là ổng im luôn. Về nhà là bạn biết không, về nhà là bệnh hiểu mấy ngày đó luôn, bệnh mấy ngày trời mà im luôn. Thì mới kể cho gia đình nghe, thì gia đình mới biết cái câu chuyện đó, thì cũng hiểu rồi đó. Ông này ổng mới ra là ổng cúng cho cô đó ở ngay gốc đa. Mấy bạn thật sự đây là cái câu chuyện, mấy bạn nghĩ đi, cái thời bây giờ để mà mình thấy được một người rõ nó đã hiếm lắm rồi. Chứ còn cái thời xưa á, cái thời mà chiến tranh ngay cái chỗ cái khúc đó là An Giang Châu Đốc mà chiến tranh, mà cái thời không có điện, mấy bạn nghĩ cái cảm giác mà không có điện thì ma với người nó như nhau. Không có điện thì nó vậy đó, nó hoành hành vậy đó mấy má. Thì cậu mình mới thấy vậy đó, là câu chuyện khó thật nha. Thì cậu mình mới thấy vậy á là ngậm ngùi im, là bệnh mấy ngày trời luôn, là ổng từ chối cái chỗ dậy đó và ổng không đi trên con đường đó luôn mấy bạn. Ổng vô ổng thắp nhang, giống như là ổng thắp nhang cho cô đó này nọ đàng hoàng, kiểu như em ơi em siêu thoát hay gì đó, rồi xong là ổng đéo dại đường đó luôn, ổng không dám bao giờ đi đường đó luôn. Là cái đó là câu chuyện có thật nha. Má ghê quá, cái khúc mà nhìn trên bàn thờ thấy sợ vãi. Ổng mà cậu em bây giờ kiểu giống như bị tưng tưng á chị. Bị khỏi một phát nè, bị tẩm tản, bị tưng tưng á, không biết sao nó bị sao á, không biết nữa. Ông nhậu ông nhậu từ sáng cho tới khuya đó, một ngày chỉ biết một ngày ông nhậu mấy lít rượu phải. Chưa thấy ma bao giờ. Em cứ nói gì đi em. Thì tin hay không á là quyền của mấy bạn. Chị kể chị tiếp đi. Bóc phốt cậu bả luôn. Trời không phải bóc phốt, ý là kể cho các bạn nghe câu chuyện nó thôi. Thì tới chị kể đi. Tao để nhớ câu chuyện coi. Có mượn tượng lên câu chuyện rồi mà tự nhiên quên. Rất là nhiều, chuyện ma rất là nhiều. Để như hồi đợt đó đi mấy tiếng mới tới rồi, để nhớ coi. Em thấy 4 lần rồi. Vĩnh Long. Đợt đó là đi chung với lại ông ngoại xuống với Vĩnh Long. Thì đợt đó là Phương mới đi chung với lại một bà nữa. Thì cái đó là bà bé của ông ngoại, hiểu không? Mà lúc đó Phương nhỏ lắm, lúc đó khoảng tầm lớp 5, lớp 6 à. Hôm nay cái giọng hơi bị cảm á, cho nên mọi người cố gắng nghe nha. Thì cái lúc đó là Phương mới đi xuống với cái nhà đó, là được gọi là nhà của cô Úc 7. Thì cái lúc đó là lúc đó Phương nói chuyện với cô Út mới bình thường thôi, nói giọng miền Nam này kia mọi thứ rất bình thường, không có vấn đề xảy ra. Mà cô Út rất là hiền nữa, hiền khô à. Mà đã dạy trường cô Út lại không biết hút thuốc, lại cũng không biết gọi là những cái chửi thề là gì. Chưa bao giờ thấy cô Út chửi thề là trong ngày đầu tiên gặp gỡ nha. Thì Phương ở dưới quê, dưới Vĩnh Long là khoảng tầm 3 ngày. Thì đến ngày thứ hai là cái ngày giỗ của ông ngoại, hình như là như vậy á,
thì mọi người tập hợp lại, với toàn bộ tập hợp lại hết, anh chị em trong gia đình tập hợp lại hết, con cháu đầy đàn, rất là đông. Thì lúc đó là tự nhiên mọi người đang ngồi nói chuyện, cười nói vui vẻ ầm ầm luôn nha. Cái ngồi nguyên cái vòng tròn vậy nè, thì cô Út ngồi ngay khúc giữa. Thì Phương thì đang ngồi rì cách cô Út khoảng 2-3 người, là ngồi kế không, ngồi kế bà bé của ông ngoại. Thì lúc đó là ông ngoại đang đi nhậu, không phải là nhậu nữa, ông ngoại đang uống bia ở cái kèo ở bên ở phía trên, có nghĩa là mấy người đàn ông ở ngồi một bên thì con gái ngồi một bên. Thì đó lúc đó là cô Út, cô Út cổ tự nhiên cổ đang ngồi nói chuyện bình thường với mọi người luôn, cái tự nhiên cổ gục đầu xuống. Gì vậy bà? Cổ ngồi gục vậy nè, thì diễn tả cho mọi người nghe đúng không? Tự nhiên thấy cô Út ngồi gục xuống rồi nè, xong rồi lắc đầu qua lại nè, lắc hoài luôn. Chị đừng xóa like nha. Không có xóa. Không xóa like. Em chụp dính luôn, chụp dính gì em? À không. Chụp không, dính gì em? Không ha. Kệ đi, đừng quan tâm. Dính thì là đủ má mai dọn nhà luôn á nha. Bớt dính. Không phải ông ngoại của chị, còn dỗ ông ngoại là ông ngoại bên đó, hiểu không? Ông cố ngoại hay ông ngoại gì đó thì bên đó gọi như vậy, thì gọi là biết như vậy thôi. Thì lúc đó là cô Út cổ mới ngồi như thế đó. Không, ông ngoại là ông ngoại của chị thôi, còn ông ngoại bên đó là nói vậy thì chị không biết đó. Rồi thế là em thấy cô Út ngồi gục đầu xuống như vậy trong vòng khoảng 10 đến 15 phút gì đó, theo Phương nhớ, theo cái trí nhớ của Phương là như vậy. Thì tự nhiên sau đó cô Út ngẩng đầu lên mà mắt vẫn nhắm nghịch như thế này nè, vẫn nhắm, xong rồi bắt đầu ngồi nhìn qua, ngồi nhìn lại, xong rồi để tay như vậy. Trời, cái lồ má tưởng say hai. Không phải zero nine đâu má. Kể tiếp. Bớt giùm. Tưởng chuyện cười. À, để tay lên vậy. Cái tự nhiên tất cả mọi người đều biết luôn. Đều biết luôn là chuyện gì đang xảy ra. Cái tự nhiên thấy mọi người im. Tự nhiên mọi người tự nhiên im phăng phắc hết trơn luôn. Cái thế là bên phía đàn ông cầm điếu thuốc lên rồi sau đó đốt cho, là đưa cho cô Út hút. Hút một, quá trời hút luôn, hút một lúc 2-3 điếu luôn. Rồi sau đó mới dừng lại, mới bắt đầu cười. Ủa cười sao nó cười lại vậy luôn, có gì đâu. Ở Vĩnh Long, cái đó, cái nhà tổ á. Đó, cái thông rồi bà cười to lắm. Cười mà ghê lắm, mà cười ra giọng đàn ông. Không, mấy cái chuyện nó có thiệt á, nhập là có thiệt á. Ừ, cười ra giọng đàn ông, ghê lắm. Mà nói giọng ồm vậy nè. Về đông đủ rồi ha. Rồi bắt đầu rồi hả, chửi người này chửi người kia quá trời luôn. Rồi bảo tao nó tao không thích ăn cái này mà sao mày lại đưa này, lùm là nói quá trời nói luôn đó. Mà nhắm nghịch cái mắt như vậy nè, không có mở ra mà làm tất cả mọi hành động mà dứt khoát. Mà nghĩ thôi, cô Út ốm nhom nhách à, mà nhận người nhỏ xíu nữa ha. Mà nói chung là cái nội lực ở đâu mà không biết nữa, mà lấy cầm cái điếu cày, cái không phải là điếu cày mà cái điếu mà để hút thuốc lào á, biết rồi, cái cây một cái bạc, trời ơi, một cái nó vỡ ra hết trơn luôn mọi người, ghê lắm. Lúc đó mình cũng không hiểu cái chuyện gì xảy ra, tưởng là mọi người đang kiểu diễn tuồng cho coi hay là gì á. Mình cũng ngồi trợn mắt lên mình dòm, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Có thằng mà tự nhiên thấy ngồi nói chuyện với mọi người mà kêu tất cả mọi người là cháu, không phải là cháu mà là mày. Đúng rồi, thằng này con kia, mà trong khi cô đó là cô Út. Nghĩa là ở trong nhà thì gọi mọi người là anh chị này kia, tự nhiên lại gọi mày này kia hết trơn à. Ghê lắm. Mà chưa kể nữa là hút hết nguyên một bao thuốc luôn mấy bạn, mà nói giọng mà người đàn ông mà giọng Bắc nữa, làm sao mà lạ được. Nói chung là lần đầu tiên mà thấy được như vậy luôn, mà không hiểu. Đó, không hiểu là sao. Đó, cái hôm mà mình bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ là sao, không tưởng là mọi người đang diễn tù, xong rồi mọi người mới bắt đầu ngồi xin. Bảo là ba đừng có giận tụi con, rồi ba đừng này kia. Xong rồi bắt đầu mình không được ai giải thích, lúc đó là mình mới học lớp 6 rồi, mình có hiểu gì đâu. Cái hôm mà mình bắt đầu mình quay qua mình hỏi, ủa cô Út sao vậy? Mình cứ ngồi khều khều cái bà bé của ông ngoại. Ủa cô Út sao vậy? Ủa cô Út sao vậy? Cứ vậy hoài. Cứ xong rồi tự nhiên cô Út quay ngoắt qua một bên, bảo mày con nào? Trời ơi chị hẳn hơn à, mày con nào? Trời ơi má, giờ nghĩ là cảm giác vẫn còn thấy sợ nè má. Trời ơi, xong rồi tự nhiên tất cả mọi người đều cười, không tự nhiên vậy mà ai cũng cười, không hiểu sao. Bảo ừ, đó là cháu của ông ngoại.
Không có tiện nói tên ông ngoại ra ha, mất công chuyện này cũng không gì không gì tốt phải đó. Thì đó vậy thôi, nói đó là cháu của ông ngoại vậy thôi. Xong rồi cô Út cũng không nói gì hết. Xong rồi cuối cùng á thì nói chung là cô Út cũng lúc đó là chị, xong rồi tự nhiên ngồi ở ngay khúc giữa, xong rồi ngồi bắt đầu ngồi bấm bấm tay vậy hoài nè, không hiểu sao cứ bấm tay vậy hoài, rồi lại bắt đầu ngồi nói cái gì á, giống như kiểu là làm quan gì ở ở trển á, xong rồi đưa nói những cái điều gì đó nghe nó nói như chiếu thư chiếu mệnh gì, không hiểu, thật sự là không hiểu thật sự. Thì cô Út nói xong hết luôn, mà lúc đó không còn là cô Út nữa mà là người khác rồi, thì chắc là ông ngoại trong cái đám giỗ đó xuất hiện về. Thì khi mà gần cuối á thì cô Út mới nói một câu luôn là chắc có thể là cái năm sau là tao không về, nhưng mà tao sẽ đưa một đứa đi. Ừ, kiểu kiểu vậy á, xong rồi tự nhiên cả nhà hết hết vui luôn, đang cười quá trời cười, cái nghe hết vui luôn, mà trong khi ở trong nhà là có lúc đó hình như là 9 thành viên và có một người đang cũng bị bệnh á, ho bệnh này kia đó. Ai cũng nghĩ là chắc chắn là cái người đó sẽ đi kiểu vậy, mà giờ thì không biết, tại vì giờ không có liên lạc với bên đó nữa cho nên không có biết. Rồi tiếp tục nữa là khi mà cô Út trở về á, thì khi mà cái ông ngoại ổng xuất ra á, thì bắt đầu là cũng bắt đầu là gục cái người xuống mà lắc lắc lắc, mà kiểu hút thuốc, có mấy bạn hút một lúc hai bao ghê lắm, má hút ghê lắm luôn á, đáng sợ. Mà mỗi lần về như vậy hình như là một, hình như là hai nén hương á, có cầm cho cầm nhang nữa, cầm cầm ba nén nhang, là cứ thay một nén nhang xong rồi thay ba lần như vậy á là đi đó, là tàn nhang là đi đó, mà cây nhang trước á chưa kịp tàn thì sẽ là thay cây nhang tiếp sau liền. Tí hết like em gửi ảnh cho xem. Gì? Em chị nói thiệt, em đừng có gửi chị lại em, nếu như em thấy gì em giấu luôn, làm ơn chị còn ở đây rất là lâu, cái này là nhà của chị nha. Nó nói cái mẹ muốn tắt livestream luôn má. Ủa gì vậy? Nãy có cho tụi nó coi cái tờ giấy ở trên đầu giường em mà thấy rồi thì đừng. Ủa má, lấy nữa tao về sao? Ủa chị về thì bình thường, em ngủ đây mà. Rồi kể tiếp đi. Ủa gì? Chắc nó hù quá, kể đi. Nãy giờ mấy đứa comment vậy hả má? Ừ em cũng thấy nó comment. Không có đâu, không có đâu, kể đi. Mấy đứa xạo đó chị, rồi ok, kể tiếp đi. Rồi okay. Ok, đúng rồi đó. Thì lúc mà cô Út gục xuống đợt đó, rồi sau đó cô Út mới bắt đầu là trở lại bình thường, mà kiểu như là bị nhức đầu á, tất cả mọi người xung quanh phải quay quần cô Út và để mà xoa đầu rồi bóp tay chân cho cô Út vậy đó. Mà cô Út cũng không có biết là chuyện gì đang xảy ra trong cái khoảng một tiếng đó luôn á. Ủa có đứa hỏi em là nam hay nữ kìa. Ủa em, ủa gì, ủa em chỉ có vú, chỉ có vú. Rồi chị phụng ý là từ ok chị tưởng hù chị rồi. Ok, tại vì giọng chị Phương là giọng ồ chứ không phải được giọng thánh thác như vậy. Có bây giờ là cả cái thứ thấy giá là yêu một người la và chắc bên ta cấp gì. Rồi nha, thì bây giờ Phụng cũng sẽ kể cho các bạn một câu chuyện khác. Các bạn đừng có hù không có nên, nó thiệt không có nên. Mình kể cái chuyện này mình hù không có nên nha. Tại vì tin hay không thì mỗi người, nhưng mà riêng Phụng thì Phụng tin đó. Tin 100%, sợ 105% nha. Mấy bạn nhớ like và share livestream cho Phương với Phụng nhiều nha. Share nhiều lên kể hoài luôn nha. Ừ, thì để coi kể câu chuyện nghe tụi nó nghe. Câu chuyện gì mà mình đã đọc được ở trên trên mạng, nghĩa là nghe người ta kể. Câu chuyện này là câu chuyện cầu cơ nha. Câu chuyện này là mẹ em cầu cơ. Anh kể cho nghe. Thì mẹ của mình á, mình kể cho bạn nghe, mẹ của mình hồi xưa á là làm thợ may. Là làm thợ may, kiểu như hồi đó làm thợ may là cũng hơi khá giả thôi, chứ cũng không có giàu lắm. Thì làm thợ may thì bắt đầu là nguyên một đám thợ may với lại ba mình với mẹ mình á, là bắt đầu là rủ nhau chơi cầu cơ.
ngay cả bây giờ mẹ mình vẫn rủ chơi hoài, hỏi là tụi bay kể chuyện ma chi vậy, bây giờ tụi bay cầu lên tụi bay quay livestream thẳng luôn đi, đéo bao giờ dám. Nó thật sự mẹ Phụng gan lắm luôn á bạn. Phương thì... Phương kiểm chứng là trời má thì... mẹ Phụng cái gì cũng chơi luôn á. Thì bây giờ là hồi lúc trước á, là lúc mà mình còn nhỏ chỉ có 3 tuổi thôi, thì mình đang ngủ trong buồng, thì là mẹ với lại ba là cầu cơ ở cái nhà cũ đó ở Hư Lộ 2 sao á, không nhớ nữa. Nhà đó lúc, tại vì lúc mình còn nhỏ nên chỉ nghe kể vậy thôi. Thì mới bắt đầu là ba với mẹ mình với cả đám thợ là thêm 3 người nữa, là khoảng 5 người ngồi chơi cầu cơ. Thì mẹ người vẽ cái bàn đó là mẹ của mình, nhưng mà xài cái nắp á, là phải lấy từ cái nắp dán hòm nha bạn. Nắp dán hòm là quan tài đó mấy bạn. Ừ, nắp dán quan tài á thì nó mới đi được. Mẹ mình chỉ nói thôi chứ mình cũng không rành, tại đó giờ mình cũng không có chứng kiến mẹ cầu cơ, cho dù mẹ có cầu mẹ cũng không có cầu trước mặt mình nữa. Nên là cái đó là cầu để sinh số đề á bạn. Đại khái là vậy. Thì ba mẹ mình mới ngồi cầu, thì đang giống như là đang cầu cơ vậy nè, đang cầu cơ vậy nè, thì từ cái đó cái nắp dán hòm á là nó có một cái bảng dày, nó là thánh thần ma quỷ và một cái bảng chữ, một cái bảng số, các bạn hiểu không, một cái bảng chữ một cái bảng số. Thì bắt đầu cái đó nó mới rung. Nói chung là cái câu cầu cơ mẹ Phụng biết chứ Phụng không biết cái gì, mà ai gì hồn ai phiêu dạt mây bồng vui chân ghé lại nơi này gì chơi gì đó không nhớ. Nói chung là có một cái câu đó mới lên được, đốt hương mới lên được mà không nhớ, tại vì cũng không muốn nói. Thì cái xong rồi cái đó nó mới rung đi, thì cái cục dán hòm nó rung, cái mẹ Phụng mới hỏi là có đứa nào phá hay không, có kiếm gì là có đứa nào phá hay không. Thì tự nhiên im hết trơn, không có ai nói gì hết. Nên là kêu không có ai làm cái gì hết. Bắt đầu ba của Phụng á, ba ruột nha mấy bạn nha, mới bắt đầu là giật gì nè, tự nhiên đang ngồi chị giật gì nè chị, xong cái giật gì nè, xong cái bắt đầu là phê nè. Thì cái cục dĩ, cái nút dán hòm đó nó mới nhúc nhích. Thì mẹ mới hỏi là ma quỷ hay thánh thần. Nhớ là kể vậy, ma quỷ thánh thần là có nghĩa là mình đọc câu thần chú trước, mình đốt nhang cho người ta lên, xong rồi mình hỏi là ma quỷ hay thánh thần. Mẹ kể nếu như mà vô chữ quỷ là đứng dậy lật cái bàn đi, thì mẹ em cầu nhiều lần lắm xin số đề đó chị. Thì đứng dậy là lật cái bàn đi, còn nếu như là ma thì ở lại, thánh thần ở lại, còn quỷ là lật cái bàn luôn, xé giấy liền. Thôi chị, ai hát chưa? Có ai hát đâu má, mời đi nè. Đúng rồi, karaoke. Mới hồn. Hát to dữ luôn. Xong rồi cái ba Phụng mới giật một cái, thì mới là ma, chữ ma. Xong cái mẹ Phụng mới hỏi là tên gì, bắt đầu mới hỏi là tên gì. Thì em biết á, lúc mà hỏi nó không phải là ba trả lời, mà là cái con quay nè, nó quay, nó ra cái chữ bé ba, là bé ba. Mấy bạn hiểu không? Là bé ba, tên là bé ba. Cái thì lúc mà cái chữ đó vậy á, thì mẹ mình ngồi ghi lại để mà ghép á, xong rồi tên bé ba, xong mẹ mới hỏi là hả sao vô đây, cái nó mới ghép chữ lại, nó kêu là thấy kêu ghé chơi. Mà mẹ em gan lắm chị, tại mẹ em cầu cơ xin số đề hoài không có chuyện gì hết á, thì nó kêu là thấy kêu ghé chơi. Cái mới hỏi nó là hả ở đâu, cái nó kêu nó ở Bình Định, mà mẹ em ở trong Nam chị, không hiểu sao ghé vô được. Cái đó cái chuyện đó thì em không biết. Nhưng mà mẹ mình chỉ kể vậy thôi, kêu là thấy kêu thì ghé chơi, thấy gọi giống như là gọi nó thì nó ghé chơi. Hỏi ở đâu thì nó kêu nó ở Bình Định. Hỏi nó là cái xong rồi hỏi nó là có ước nguyện gì không, thì nó mới kêu là hả muốn kẹp tóc đó mấy bạn, kẹp tóc á. Tại vì nó hình như là nó cũng con nít á chị, nó ghi chữ bé ba, nó ghi là nó muốn là, tại vì cái con có nghĩa là không phải là ba mình nói chuyện mấy bạn hiểu không, mà là do cái cục cầu cơ, cái nắp dán hòm á, nó tự chạy nè, chạy qua từng chữ, chạy chữ, thì bắt đầu mới là mẹ mới ghi, mẹ mới ghép lại mới được đó. Thì là nó mới kêu là nó thích kẹp tóc, nó thích đầm Trung Quốc á, nó nói vậy á, không biết nó nói gì nữa, nó nói là thích kẹp tóc, thích đầm Trung Quốc. Thì bắt đầu là mẹ mới thấy vậy rồi á, cái mẹ em mới giống như là hỏi thêm nó, hỏi số đề. Thì bắt đầu là chưa kịp hỏi số đề nữa, xong cái tự nhiên thấy nó, cái tay á, cái con này nó đi rất là lẹ luôn chị, giống như là nó đi chủ rất là lẹ luôn, giống như mình nãy là nó đi từ từ đúng không, xong tự nhiên là nó chạy nè, nó chạy tứ tung, nó chạy rất là lẹ luôn, chạy cái này xong tới cái này xong tới cái này xong tới chữ như nào, nó ghép lại, nó kêu là không có ngồi chơi được nữa, 4 giờ đóng cửa nhốt.
nói vậy luôn á, là có nghĩa là mấy bạn hiểu không, tất nhiên là phải có một cái âm phủ, tức là mình cũng không nói tới cái chuyện ở dưới thì mình cũng không biết chắc, nhưng mà cái người mẹ phụng cầu cơ lên tự xưng là bé ba mà là ở Bình Định, là nói vậy đó, là không có chơi được nữa, là 4 giờ là đóng cửa nhốt, nó nói vậy thôi chứ mẹ cũng không biết. Thì bắt đầu là mới xuất, kiểu như là ba đang ngồi nè, nó đang ghi vậy nè, vừa mới chữ đóng cửa nhốt, chưa kịp hỏi là đủ má số đề cái gì hết trơn, là bắt đầu ba phụng nó đang ngồi nè, bực ra vậy nè mấy bạn, bực ra thì mẹ phải lấy cái tay đỡ vậy nè mấy bạn, đỡ liền luôn. Mấy bạn biết khi mà một cái người nào bị nhập á là người ta xuất ra rất là mạnh, bực ra vậy nè, xong rồi cái mẹ phụng mới lấy tay đỡ ba. Thì vậy thì cũng rất là bình thường, mấy bạn hiểu không. Qua ngày hôm sau là mới đốt cái tiền vàng bạc cho nó, là đốt cho con nhỏ bé ba đó. Rồi mẹ em có kể cái đợt mà đi cầu cơ mà sau đó ba em bị nhập á, phải lấy chỗ trà quét á, đập á. Em không nhớ cái đó, mẹ em chưa kể cái đó cho em nghe, quên rồi. Em chỉ nhớ con bé ba này thôi à. Mẹ em cầu nhiều lắm, còn một lần mẹ em đi cầu cơ nữa. Mẹ em đi cầu cơ tại vì hồi xưa là phụng ở bên xóm đó, là xóm trong liên khu 45 á. Là hồi xưa là có bà Chinh Mập, bạn thân của mẹ phụng, với lại bà Tư gì đó không nhớ, bà Tư Lài hay sao, ừ đúng rồi, bà Tư Lài, bà Chinh Mập. Thì nguyên đám đủ cho đi cầu cơ, các bạn biết, tại vì hồi xưa, tại vì khu nhà phụng là khu Bình Hưng Hòa, phụng ở đây từ nhỏ tới giờ rồi, từ năm là từ năm khoảng là 2-3 tuổi là ở đây rồi. Thì cái khu này nó là cái khu nghĩa địa, các bạn hiểu không, là cái khu nghĩa địa. Xong cái đi cầu cơ, cái chỗ đó là chỉ nghe người ta nói là chỗ đó ghê lắm, là nguyên khu mã, cái chòm mã, bạn hiểu không, cái chòm mã đó. Thì từ nhà phụng mà đi bộ đó, cái chòm mã đó thì khoảng là 3 phút thôi, từ nhà phụng đi ra cái chòm mã là 3 phút thôi. Mẹ phụng giữ thế, không phải giữ đâu, vì số đề. Vì số đề rồi thì rủ nhau đi xin số đề, bạn hiểu không, đi xin số đề thì mới hả, vừa mới tới đó, vừa đặt lên cái bàn thôi bạn, đặt cái bàn ở đó, vừa mới hỏi là hồn ai phiêu bạc gì ghé chơi gì đó, nó có một câu thần chú, bạn hiểu không, mà mẹ phụng biết, phụng biết, thì mới đọc cái câu thần chú. Em ở liên khu 45 này phụng, ừ em biết cái nhà trẻ hoa lan không, em là cái khu mã ngay cái nhà trẻ hoa lan á em gái, cái nhà trẻ hoa lan mà ngay trong cái đường mà đi chị không biết tả sao nữa, hồi xưa là có ở đó có cái nhà trẻ hoa lan đó, thì ngay cái ngã ba quẹo phải là cái nhà trẻ hoa lan, chị bán mà chị phải đi ngang thôi. Đối diện nó là cái chùm mã. Thì đi cầu cơ cái chùm mã đó, thì lúc đó nó có mấy cái ống cống, hồi xưa là người ta còn làm ống cống á, mấy bạn làm ống cống chất lên nhau vậy nè, ống cống tròn tròn á, bây giờ thì không còn thấy nữa, nhưng mà hồi xưa thì có nha, tại ở đó là khu đất trống rất là nhiều, tại vì hồi đó đất ở đó rất là rẻ, cũng không có ai ở hết á. Cái tự nhiên đang ngồi cầu vậy bạn, vừa hỏi hồn ai gì đó, hỏi một câu thần chú xong, vừa hỏi xong tự nhiên có một cái mùi thúi bạn, thúi giống như là chuột chết mà ỉa vậy, ai ỉa vậy chị, nó sọc lên vậy nè, đang ngồi nha mà nó sọc lên mũi vậy nè, là bỏ chạy tán lại luôn, kiểu như không cho mình, chị hiểu không, kiểu nó không cho mình chơi á chị, nó không cho mẹ chơi á, nó sọc lên mũi vậy nè, bắt đầu là chạy tán lại hết luôn, chạy mạnh ai nấy chạy luôn á, mà quên xé cái tờ giấy. Thì cái câu chuyện đằng sau xé cái tờ giấy thì không có biết, nhưng mà chỉ nghe kể là bỏ chạy luôn, để lại cái nắp chứng hồng, để lại nguyên cái bộ vàng cầu cơ đó luôn, thì bỏ chạy. Thì cái đó là bỏ chạy, mấy bạn biết không, cái bà Chinh Mập bạn của mẹ phụng á, mập quá chạy đéo có được, hiểu không, phải lăn mấy bạn, tại cái đó là ở trên dốc á, trời ơi người ta chạy sao xuống, bạn mẹ cũng quẩy dữ vậy. Chị biết hồi xưa mà xin số đề đó là trúng dữ lắm luôn á chị, trúng số đổi đời không? mấy chục triệu, ừ sớm em trúng số đề hoài. Xong cái là bắt đầu chạy xuống luôn, lăn xuống, còn bà đó bà mập quá, bà không có ấy được á, là bà ngồi trên là bà lăn xuống, là bạch xuống luôn á. Là cái câu chuyện đó là trong xóm nó có thiệt hồi xưa nha, là nó kiểu như là đang ngồi này, cái nó sọc lên thúi á, nó mùi thúi nó sọc lên, kiểu như nó không có cho mình chơi nữa. Bữa nào mẹ kêu là bữa nào em với chị có muốn chơi không á, mẹ chỉ cho chơi rồi xong quay livestream á, livestream luôn hả, không dám. Ôi, chị ơi sợ lắm em ơi, chịu, ví dụ như mà mình kiểu như nó là quỷ không, nó theo mình hoài chắc chết mẹ luôn, khỏi buôn bán luôn má. Nhưng mà mẹ phụng nói á, ví dụ như người nào mà có người theo á, thì là người nào mà có người theo thì mình cứ gian dối người ta là mình sẽ làm ăn được. Cái này là câu chuyện phụng kể, các bạn tin hay không thì tùy, ví dụ như các bạn có thể cho là chuyện xạo cũng được, coi như là đang đọc một câu chuyện ma trên web, hay là chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn kể đại khái là vậy đi, không tin cũng được. Giống vậy
Thì đó, thì Phụng mới kể cho bạn nghe. Thì nghe kể sao kể lại vậy chứ mình cũng đâu có chứng kiến đâu. Mình chứng kiến thì nói làm gì nữa. Ừ. Trời ơi, giờ này còn 1,200 người xem. Ừ, quá trời người coi luôn á. Xíu mở cửa phòng ra canh bà Phương về. Ủa chi? Canh về chi? À, chồng chị ngồi kế chị với em. Có thằng Phát ngồi kế bên cho đỡ sợ. Ủa, nói về cái shop mới Phụng mới mở đi. Ở trên vườn Lài Tân Phú luôn nè mấy bạn. À, mình mới mở một cái shop mỹ phẩm ở trên vườn Lài. Thì bạn nào muốn mua mỹ phẩm thì cứ nhắn tin mua của Phụng nha. Bên Phụng sale hàng rất là nhiều luôn. Hay sale lắm, mới hồi chiều livestream sale nè mấy bạn. Sale quá trời sale. Nên là các bạn muốn mua mỹ phẩm nào thì cứ hả vào Facebook của Phụng tham khảo. Phụng có check in cái trang bay bán mỹ phẩm của Phụng á. Thì các bạn có thể mua ủng hộ cho Phụng nha. Nhớ mua ủng hộ nha các bạn. Cả bánh tráng với lại da heo cơm cháy Phương bán nha. Rồi tới chị kể đi em mệt. Tự nhiên đang ngồi đang nhớ câu chuyện. Để ngồi nhớ câu chuyện kể thôi. Kể nữa đi chị rồi ok. Muốn nghe chuyện Malai đút ruột không? Ờ má ghê đó, cái đó ghê á. Nhưng mà chỉ nghe người ta kể lại thôi. Ừ kể chứ, kể đi. Không có biết là có thiệt hay không, hiểu không? Mà có thiệt nha, ở dưới Sóc Trăng á. Trà Vinh. Gần lần đó luôn. Ủa, dưới đó luôn mà. Sóc Trăng gần Trà Vinh đúng không? Ừ. Chỉ nghe người ta kể là câu chuyện Malai đút ruột thôi. Cái đây, kể cho nghe. Nhớ xe live stream nữa đi mấy bạn, xe nhiều lên. Đây nha. Ê, người ta hỏi địa chỉ của Phụng kìa. 88A Vườn Lài, phường. Nó chỉ có check-in shop của em không? Check-in rồi. Một tí các bạn bấm ra, các bạn cứ bấm vào trang bay của chị Phương check-in ở trên livestream này là có check-in shop Phụng Live Store các bạn. Các bạn cứ vào đó xem hàng và ủng hộ Phụng nha. Rồi Phụng sẽ kể chuyện ma cho các bạn nghe tiếp. Và bây giờ Phụng kể nha. Thì cái câu chuyện là Malai rút ruột, chỉ nghe một cái hồi xưa là nghe ai kể cũng quên mẹ cái người kể cho mình nghe luôn rồi, nó thật sự. Bây giờ cái vụ Malai rút ruột đang hot lắm luôn á. Thì cái có nghĩa là Malai rút ruột quả như vậy, nó cũng không có làm hại cái gì mình hết. Nó chỉ là một cái người, thí dụ như Sáng á, là những người bình thường như mình, bình thường như mình. Người bình thường như mình. Nhưng mà riêng là cái cổ á, là có ba ngấn. Chỉ nghe những cái người xưa nói vậy thôi. Rất mẹ cổ ba ngấn. Chỉ nghe là người xưa nói vậy thôi. Đó là một câu chuyện Malai rút ruột. Bạn nào chưa biết thì bây giờ Phụng sẽ kể cho nghe nha. Này trên 5 ngấn thôi, có được tính không mày? Có nghĩa là cái con người nào mà cái cổ có ba ngấn bự vậy nè là Malai. Tại vì hồi xưa mấy bạn hiểu không? Không giống như bây giờ. Không giống như bây giờ. Ba ngấn. Đây, nó không giống như bây giờ là nhà mình có đèn, có nhà, có cửa, dân người ta đi đông không có. Hồi xưa nó hoang vắng mấy bạn, hoang vắng chỉ có đồng ruộng thôi. Thì cái nếu như mà người nào mà làm Malai á, thì nó cũng không làm hại gì ai. Nó không phải là ăn thịt người hay là hù ai hết, bạn hiểu không? Nó chỉ là ví dụ như buổi sáng là người bình thường, nó làm việc, vẫn làm việc và đi học này nọ như mình. Thì nó làm việc và này nọ, nó vẫn đi học như mình. Thì tối về là nó sẽ rút cái đầu nó ra, rút nửa cái người từ dưới cái vú trở xuống á. Đây là rút cái ruột ra luôn á. Rút cái ruột ra, ta gọi là Malai rút ruột á mấy bạn. Cái đó là mấy người, mấy bạn hỏi mấy người xưa biết chứ mấy bạn trẻ bây giờ Phụng biết, mấy bạn biết không? Nhưng mà Phụng có nghe hoài. Thì nó rút cái ruột ra, nửa cái người nó ra vậy nè. Nó rút cái ruột ra, nó đi ăn cức. Nó ăn cức của động vật chết đó. Chị hiểu không? Mà nó ăn xác động, ăn cức người. Ăn cức người, em chỉ nghe bà ngoại hay là mấy người già kể là nó ăn cức người. Thì ăn cức người thì Phụng chỉ nghe người ta nói là cổ có ba ngấn là Malai thôi, chứ bây giờ thì làm gì còn Malai. Ma nào mà đủ má đi nổi giờ này nữa, chắc bị các nhà khoa học bắt vô nghiên cứu. Không đi nổi đâu, không thôi vừa bay ra chắc tụi bay quay clip quay phim ta bấy bá banh cái lườm, không dám xuất hồn ra luôn nha má. Rồi thì là nó xuất người ra, nó đi ăn cức. Chỉ nghe là thí dụ như nó ăn cức của người nào là người đó sẽ chết á, giống vậy á. Nó ăn cức người nào là người đó sẽ chết á. Tại vì hồi xưa là hay ỉ bậy lắm chị, giống như mẹ em nè, con nít á tắm xong cũng ỉa nữa. Tại vì không, xưa không phải là chết mà là bị bệnh nữa, bị chết hay gì em cũng không nhớ. Bị bệnh, nhưng mà nói chung là nghe ai kể lại là nó ăn cức sẽ chết. Trời ơi, liếm tay hết hồn con. Thì nó ăn cức, còn động vật á thì nó ăn ruột. Động vật thì nó ăn ruột. Cây xong cây có cái anh đó, anh là ăn người, gà nữa. Anh đó anh là người nông dân, thì anh có cưới một cô vợ đó là người Trà, người không biết nói sao người nó Trà. Người Trà, thì nghe nói người Trà vậy thôi. Thì cái cô anh đó anh cưới một cô vợ người Trà, cô đó tên gì không biết. Hai người sống nhau rất bình thường, hai người đó nhà cũng khá nghèo các bạn, đi làm ruộng.
đi làm ruộng. Thì ban ngày á, vợ ảnh sinh hoạt rất là bình thường. Cái câu chuyện ma lai là câu chuyện những ông bà già xưa, chắc chắn với các bạn 100% có thật. Và quỷ là ai cũng kể, quỷ đó. Nhập tràng nữa, quỷ nhập tràng là được kể quỷ nhập tràng luôn đi. Không nhớ. Rồi tiếp. Thì cái cô đó cũng mới đi hoạt động bình thường. Hai chồng rất là thương yêu nhau. Thì là cái hôm á, anh đó đang ngủ, mấy bạn hiểu không? Anh đang ngủ. Thì cô vợ á là bắt đầu xúc nổ cái ruột ra vậy nè. Từ cái vuốt trở xuống á là bay ra luôn. Có luôn cái ruột luôn, bay ra. Là bay cái đầu bay vòng vòng vậy nè. Đi ăn cứt. Ăn cứt với lại ăn, ăn cứt với lại ăn mấy cái động vật chết đó mấy bạn. Nói chung là không có biết như vậy. Thì là người ta kêu là ma lai rút ruột đó. Là ở Trà Vinh hay Sóc Trăng gì người ta kể nhiều lắm. Rồi xong cái cô vợ đi ăn. Thì anh chồng này mấy bạn hiểu không? Anh chồng này á, thì mới tự nhiên thức dậy. Tại vì cái khu đó là cái chuyện người ta đồn đại với nhau là từ thời xa xưa là có ma lai rút ruột. Nên anh này anh cũng biết. Cái xong thì anh thức dậy, anh nhìn qua cái bên, không thấy vợ đâu. Thấy chỉ, còn cái xác không? Không, chỉ thấy nửa cái người trở xuống thôi. Thì bắt đầu là im luôn, không dám nói, chị hiểu không? Tại vì nếu như mà nói ra là sẽ, em cũng không biết nữa, em chỉ nghe một người nào đó kể là nói ra sẽ không có nên, nó sẽ ăn mình luôn hay sao á. Thì anh đó anh thấy gì là xong sợ ấy bạn, sợ luôn, sợ quán luôn. Thì mới quay mặt qua đây nằm, giả bộ nằm luôn, nằm im ngủ tới sáng luôn. Thì sáng ra là vợ anh như một cái người bình thường nha. Vợ anh như một cái người bình thường, không có cái, không có một cái biểu hiện gì mà không có máu me hay người cũng không có đứt nữa. Thì cái câu chuyện này Phụng chỉ nghe người lớn kể lại thôi, nghe nó cũng hơi châm biếm. Sau đó ổng mới cái khúc sau á là ổng mới nghe mọi người xung quanh, ổng mới đi hỏi mẹ ổng hay hỏi ai á, hay hỏi ông của ổng á, thì ổng mới thì ông của ổng mới bảo á, nếu như vậy á là buổi tối khi phải ráng canh nó, hiểu không, khi mà nó xuất ra nó đi rồi thì phải lật cái xác của nó lại để cho nó không có về được nữa. Và thế là ông đó ông về, ông buổi tối đó ông canh đi, là khi mà vợ ông đi. Ủa chị cũng nghe câu chuyện này nữa hả? Nghe rồi. Rồi rồi. Thôi chưa, tao nói có ma lai đút ruột mà. Có mà, trời, hồi xưa bà ngoại kể bấy bá luôn á. Rồi tiếp đi chị. Thì đó, thì thế là khi ngày hôm tối hôm đó là ông đó ông cũng buồn lắm, ông thương vợ ông mà, ông cũng buồn lắm, ông nhưng mà ông vẫn phải quyết định là ông tiêu diệt con ma đút ruột. Thì sau đó ông mới lật cái xác của bà vợ lại. Và buổi gần sáng á, bà vợ ông đi ăn về rồi á thì mới thấy là bị lật cái rồi, thì bả đâu có chui vô lại được nữa đâu, thôi mà bả mới gọi ông dậy cầu xin. Gọi dậy ừ, luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin năn nỉ, mà lúc đó có cái đầu với nguyên chùm ruột kìa nè, má ơi ghê muốn chết luôn. Đó, năn nỉ. Ỷ ôi bảo là làm ơn lật cái xác lại cho chui vô, hiểu không? Nhưng mà rốt cuộc là không, chết luôn. Sáng hôm sau á, ánh sáng mặt trời chiếu vô cái chùm ruột bị cháy khét đen, còn lại nguyên cái đầu chết. Trời ơi, lồn má nổi da gà luôn, ghê quá. Ghê mà. Tởm lắm. Tại vì bình thường là mình chỉ nghe những cái câu chuyện ma mà hả, ma kiểu như ma kiểu dạng bóng ma rồi này nọ, rồi về báo mộng rồi này nọ, chứ những cái chuyện này ít nghe lắm. Mà cái chuyện này là có thiệt, mấy bạn có thể hỏi trong 1.300 người ngồi ở đây, chắc chắn sẽ có người biết có ma lai đút ruột ha mấy bạn ha. Thì nó chuyên đi ăn cứt với ăn đồ dơ đó mấy bạn. Bà ngoại chị hồi xưa kể là đó là Sóc Trăng, đúng rồi. Còn nhà em kêu là Vĩnh Long, ế Trà Vinh. Nhà em kêu Trà Vinh cũng gần gần á, cũng gần gần đó. Thì không có thể nào mà chui vô được. Khi mà mấy bạn thấy vậy, buổi sáng nó hoạt động như người bình thường vậy đó. Nó không có một cái. Sáng mai đi học sớm mà giờ khỏi ngủ luôn. Ủa mai, mai chủ nhật mà học. Ủa mai học gì vậy chủ nhật? Nói làm phim luôn rồi á chị. Ủa có làm phim Malai rút ruột luôn hả? Không biết, nhưng mà cái câu chuyện này nghe kể rất là lâu rồi, từ ngày còn nhỏ rồi. Còn nhỏ xíu à, bà ngoại kể. Còn một câu chuyện quỷ nhập tràng hay lắm chị. Em nhớ nhỏ ngoài em kể mà em lết luôn á. Em quên rồi. Nhớ nội dung sao? Không nhớ nội dung, không nhớ, chị nghe nó quỷ nhập tràng mà. Có, bây giờ cũng còn. Okay, bây giờ không kể quỷ nhập tràng, sẽ kể cho nghe một câu chuyện này có thiệt ha. Câu chuyện là ma xó. Ma xó thì nó bình thường, nó không có đáng sợ. Ma xó thì ông cố em có nuôi á. Ghê vậy? Nó giống như là chị nuôi chó, chị hiểu không? Chị giống như chị nuôi chó vậy đó, ma xó. Ghen quá vậy? Ủa đâu có gì đâu. Giống như là kiểu như là mấy bạn kiếm một cái vong hồn con nít bị bỏ rơi, sau mấy bạn đem nó về, không biết làm bùa phép gì nữa, không biết, tại vì hồi xưa quê em là Châu Đốc An Giang, chị bùa không hả? Thì kiếm về á, kiếm nó về, cái để nó trước cửa nhà nè, xây cái miếu nhỏ,
xây cái miếu nhỏ, cái để cái lưu hương của nó trong đó đó, nuôi nó. Chị biết sao không, bán nhà bán chuối á, đéo mất một cái chuối nào luôn. Chị không có được em, chị lạnh chết mẹ. Bán chuối mà không mất một cái chuối nào luôn á chị. Cái dụ như mà, ví dụ như mà em chỉ nghe người lớn nói là nếu như lấy ai vô nhà đó lấy một cái gì của chị, ví dụ như bạn lấy cái chai này của mình về nhà đi ha, lấy một cái chai này của mình về nhà, thì chị về nhà là theo chị về nhà nó quậy chị luôn á. Là đó là lý do vì sao mà những cái chùa bên Campuchia rất là nhiều vàng mà không bao giờ mất. À, là có ma canh á, ma xó á, bạn không lấy được cái gì đi của nó đâu. Một là bệnh chết, hai là về là đủ mắt, bắt buộc là phải đem đúng cái đó trả lại. Nhà không mất gì hết, không cần phải nuôi chó. Mà vấn đề là để nuôi được nó làm sao? Không biết. Chỉ nghe cỡ vậy thôi chứ không biết. Sao ông em gan quá vậy? Hồi xưa người ta nuôi nhiều lắm chị, không phải giống như bây giờ. Cái đó nó không phải bùa chị không? Nó giống như là chó canh nhà nó giống vậy á, nó không phải bùa. Nó không phải là bùa phép gì ghê gớm á, nó không hại ai á, nó chỉ là canh cho mình thôi đúng không? Ai ăn cắp đồ là nó đi theo. Bởi vậy á, chị thấy có nhiều chỗ người ta để vàng quá trời á, dám mà rớ. Ba la gì, nó là thai nhi bị bỏ rồi mà chị, rồi lụm về ba la gì là gì? Không biết. Giống bùa Thái Lan quá chị cũng không biết nữa em ơi. Chị chỉ nghe là ông cố chị hồi đó có nuôi vậy thôi chứ chị cũng đéo biết cái gì. Chỉ nghe là gọi là ma xó. Kể chuyện ma Đà Lạt với hai bạn. Mấy bạn muốn nghe chuyện ma Đà Lạt, tại vì Phụng đã kể cái câu chuyện ma Đà Lạt này rồi và rất là nhiều bạn biết rồi. Nên không, nên... Gì vậy bà? Không, em thấy con chó của em. Con chó em đang kế bên này. Này Phương. Đây là gì? Cặp của chị. Hồn bà. Trời ơi. Mày thấy vậy quá à. Chị phải cho em nhìn xung quanh để em bảo đảm sự an toàn cho bản thân em chứ chị. Mày ngồi giữa mày, tao với chồng mày vậy nha. Đúng mà vẫn còn lỗ hổng. Chị còn đi học, không có, không phải cu manh thông đâu. Cu manh thông là hình như nghe người ta nói là cu manh thông là thai nhi. Đem về kiểu như là nuôi nó mà nó có cu manh thông thiên thần, cu manh thông quỷ gì đó. Cái đó là bùa Thái. Ừ. Em nghe người ta nói vậy á. Cái cu manh thông đó là nếu như mà cu manh thông là bùa đen á thì nó sẽ đem lại lợi nhuận cho chị rất là nhiều luôn. Có nghĩa là chị bán cái gì cũng được hết á, chị bán cái gì cũng chạy hàng hết. Ai muốn làm hại chị á là chị biết luôn á. Nhưng mà khi mà nó phản lại là từ lừa. Em kể lại câu chuyện ma mà hôm bữa đi xe taxi cho mọi người nghe đi. Đà Lạt phải không? Ừ. Ma xó khu vực Tây Nguyên nuôi nhiều lắm chị, thấy chưa? Có chưa? Hồi xưa nhà chị cũng có nuôi, tại vì xưa đi lính nhiều á, bán đồ dễ mất lắm. Mọi người xe đi tiếp với mấy bạn rồi kể tiếp nè. Trời ơi, giờ vẫn còn 1.200 con người nghe mình nha má. Bây giờ chị sẽ kể cho mấy bạn nghe câu chuyện chị gặp ma, cho chị đi đái cái đụng á, chị mắc đái quá. Đợi đi đái cái nha mấy chị bạn. Ôi ơi, bình tĩnh, con chó của mày mà sao mày dữ vậy? Có mày dữ á, chó mày mà. Vô duyên. Kể tiếp đi. Ủa gì? Cho mở đèn được không? Ôi, góp phần đó, kịch tính hả? Có đâu quý vị. 1.200 con người đợi đó nha. Hôn. Đợi con Phụng đi đái cái rồi đi ra kể tiếp liền. Đừng quên là bên Phương có bán bánh tráng nha mấy bạn. Bánh tráng Phương miền. Bánh tráng nha. Đúng rồi, chị vẫn còn bán bánh tráng nha em. Bán bánh tráng, da heo, cơm cháy nha mấy bạn nha. Có sẵn bên Kabi luôn. Đó các bạn nha, lúc nào ông đến Kabi một hộp như thế này to tổ mẹ luôn, có 23.000, rất là rẻ luôn nha. Trời ơi, 720 lượt xe rồi, trời ơi, xe nữa đi các bạn ơi. Xe lên 1.000 cái đi, xe lên mấy rúp xe nhiều đó các bạn ơi. Xe 1.000 cái kể tiếp nha các bạn ơi. Chừng nào họ đuổi ra họ hỏi xe. Ừ, xe 1.000 ly vậy các bạn ơi. Hello anh Long Trần. Người ta tự xe á, nãy giờ mình đâu kêu xe nhiều đâu. Xe lần này kêu lần thứ 3 thôi đó. Xe lên 1.000 đi mấy bạn ơi. Xe đi, xe nhiều lên rồi tụi Phương kể tiếp nè. Hôm nay bấy bá cuộc tình với mấy bạn đến sáng luôn đó. Thấy thương mấy bạn dữ không? Lầy quá nha. Ừ, hơi lầy luôn á, đi đái hơi lầy luôn. Xe lên 1.000 đi mấy bạn ơi. Tụi bay không phải cho tao đái chứ tao ngồi nãy giờ. Xe nhiêu không rồi con, lộn mơ bé miệng ơi. Mệt quá. Con uống miếng nước đã kể cho nghe câu chuyện Đà Lạt. Câu chuyện này rất là dài. Trời, câu chuyện này dài lắm mấy bạn, xe nhiều lên. Mà câu chuyện này là đảm bảo có thiệt luôn. Một hộp với này 23.000 nha mấy bạn. Cơm trái đi nha. Đủ má bán đồ dữ luôn á rồi. Ừ. Giới thiệu quảng cáo bán đồ chứ bây giờ tôi kể cho bạn. Bán đồ chứ phải bán đồ chứ. Bán đồ. Rồi ha, bên bả là bán bánh tráng bơ nha bạn. Bánh tráng bơ. Bánh tráng bơ rất là ngon, chỉ có 23.000 một phần. Đó, bánh tráng bơ rất là ngon. Để cho ăn miếng rồi kể nha. Ừ, má, ăn miếng cho tao nghỉ ngơi, không tao phải phục vụ tụi bay được chứ.
trời ơi, cái tôi nghỉ ngơi cho xe nhiều lên trong khoảng thời gian này là mơ xe giùm cho chị em đi, chị em ơi, xe lên nhiều rút lên mấy bạn ơi, xe lên đi mấy bạn ơi, xe lên 1.000 luôn nha mấy bạn nha, ủng hộ họ em nha chị em ơi. Bánh trứng bơ ngon quá, siêu ngon luôn á mấy bạn, cho chị ăn một chút xíu chị kể liền nha mấy đứa. Cơm cháy 29.000 nha quý vị ơi, 793 rồi, trời ơi, lên 1.000 lượt giùm em đi, lên 1.000 lượt giùm em đi mấy bạn ơi. Sao chị bỏ bơ quá vậy? Nè thêm nè, bỏ thêm bơ vô đi nè. Ê, xịt đầu nào nha, chừng lộn á. Trời, má nó uống bơ luôn chứ ăn mẹ gì nữa. Đồ mắt chị phải biết thương em, nó nghe là ngủ à, Phụng ơi chị qua nhà em, à, hai chị mình kể chuyện nghe con cặc nãy giờ có mình tôi kể không mà. Ủa nó nghe nè, qua bi ai cái shop mà cái shop đóng cửa hơi sớm ok. Một phút giờ cho quảng cáo. Trời ơi, bên Phụng hả bán đồ luôn rẻ bạn ơi, bán mỹ phẩm bấy bán một tuần mấy bạn qua đi rồi sau đó Phương với Phụng ngồi kể chuyện hài đóng tù cho coi. Từ từ nha má, cho ăn miếng uống miếng nước tụi bay cũng cho thở cái. Mấy bạn ơi nhớ xe lên rất nhiều lên Phương nha, cho Phương nha. Xe rất nhiều lên, xe lên 1.000 đi mấy bạn ơi. Trời xe đủ má đi. Nước em lấy lên chị uống hết mẹ. Ai biểu mày kể chị. Đồ đồ uống má mình công tình ơ. Con Pháp ơi cho thêm miếng nước khi con Pháp. Đợi xíu em. Ừ. Cho hai ly luôn nha con Pháp. Có xịt bánh tráng không ship chứ em? À, cho chị quảng cáo riêng về cái mask của chị. Không, shop của chị có nghĩa là chị bán một cái shop mỹ phẩm, chị mới mở một chi nhánh mới ở Tân Phú. Thì mấy đứa có mua mỹ phẩm nhớ qua ủng hộ cho chị nha. 88A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Mấy bạn nhớ qua ủng hộ shop mỹ phẩm cho chị nha. Chị bán mỹ phẩm. Chị bán mỹ phẩm nói chung là về tất cả các đồ make up. Thì chị Phương trong livestream chị Phương có check in ở trên á. Ví dụ như nghe chuyện ma hay, thấy mến hai con. Thấy thấy này rồi, hai đĩa này dễ thương quá, hai đĩa này thấy cưng quá. Lên like cái trang bay giùm. Follow cái trang bay giùm. Mới mốt up hàng sale cho coi nha hôm. Like cái fanpage Phụng Live Store đó. Chạy quảng cáo mắc tiền quá không có chạy. Nhờ chị em giúp cho em, like cho em cái đi. Em chạy quảng cáo mất mấy triệu bạc, đéo được tương tác gì hết mấy chị ơi. Đúng rồi đó. Rồi tiếp nha. Rồi. Có bánh tráng ship Canada được không? Chứ tôi nhớ bánh tráng lắm. Trời sao dữ vậy? Ok. 864 lượt xe rồi. Kìa rồi, ghê. Bây giờ kể đi chị. Kể tiếp. Kể đi. Xích qua tôi kể bà ơi. Trời đi nè. Chuyện của mày nha. Để mày kể mà. Rồi ha. Cho miếng son đi. Trời cái môi hơi tái rồi đó bạn. Không phải cho ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi. Kể tiếp. Dính răng. Trời má vấn nạn tô son dính răng. Tân Phú gần trường Chí Đức các em. Chị mới mở shop mỹ phẩm ở quận Tân Phú, có gì qua ủng hộ chị. Ờ, có bên check... đó sắp sửa bán da heo cơm cháy ở bên đó thôi, các bạn nhớ qua nha. Trên nó trang check in trên cái livestream này là Phụng Live Store. Được. Rồi bây giờ chị sẽ vô kể câu chuyện cho các bạn nghe. Đây là một câu chuyện chị gặp và một đám bạn của chị luôn, nói chung là một câu chuyện có thật. Và tin hay không thì tùy các bạn, ai tin thì nghe, không tin thì cứ nghĩ là ẩn đĩ xào lồn cũng được, miễn nghe là được. Để kể cho nghe. Ở Đà Lạt nha mấy bạn, nhắc lại là ở Đà Lạt. Đây, thì mình mấy bạn muốn kể. Tại vì nếu như bây giờ chị mà kể câu chuyện nó chắc cũng 20 phút quá chị. Dài dòng, bây giờ chị sẽ kể đầu đuôi câu chuyện ha. Đầu đuôi câu chuyện là Đà Lạt nha. Câu chuyện đầu tiên là bên chị á, là có một đám bạn hồi xưa chị chơi là lì tem á các bạn. Nếu như bạn nào theo dõi Facebook chị lâu thì sẽ biết là chị có một đám bạn là lì tem nha các bạn nha. Có game có có cả Thanh Trần và một người bạn nữa, một người bạn hot nữa. Thì đó, thì nguyên đám đi Đà Lạt chơi. Thì các bạn biết sao không? Đi Đà Lạt là rất là thích khám phá. Tại vì trước lúc mà tới Đà Lạt thì đã nghe người ta nói rất nhiều là trời đồ ma, Đà Lạt rất là nhiều ma. Thì nãy giờ các bạn yêu cầu chị kể lại, chị sẽ kể lại cho các bạn nghe. Đúng rồi, bữa chị làm clip kể rồi. Tại vì có bạn còn hỏi lại nữa nên chị sẽ kể. Thì nghe là Đà Lạt rất là nhiều ma. Nên là vậy thì muốn kiểu như một phần là muốn đi khám phá. Cái thứ hai là muốn quay clip về. Thật sự là muốn quay clip về để cho nhiều lượt xem với nhiều lượt share. Thì cái sự hãm lồn nó bắt đầu từ đó ha. Thì cái nguyên đám mới đi kiếm. Đó là ngày đầu tiên là phải đi kiếm cái chú taxi nào mà có thể biết được những cái câu chuyện ma ở Đà Lạt. Với lại là cái chú taxi nào mà phải kể chuyện hay thì mới đi được, mới quay để trong được một cái lịch trình đó mới quay được, mới có clip hay đem về cho các bạn xem. Thì mới bắt đầu là gặp chú Khánh.
chú Khánh đó thì Phụng còn số điện thoại, nếu như mà bạn nào mà muốn đi á thì nhớ gọi chú đó. Và lúc đó thì khoảng là 2 cho tới 3 giờ thì nguyên một đám của mình á là bắt đầu là đi khám phá. Chú chở đầu tiên á là chú chở tới cái căn nhà ma ở Đà Lạt. Những cái nơi mà mình chưa gặp thì mình sẽ không kể cho các bạn nghe ngay bây giờ nha, mình chỉ kể là cái lúc mình gặp thôi. Thì chú chở tới đầu tiên là căn nhà ma, rồi bắt đầu là chú chở tới sân bay, ta gọi là sân bay bỏ hoang, xong rồi chú chở tới đồi thông hai mộ. Thì cái điểm cuối cùng á, ở lộn, cái điểm thứ ba là nguyên đám tới, là nó là cái từ để em nhớ lại coi, là một cái nghĩa chuột ok chuột nó gần vậy luôn hả? Chị đừng có hù em cũng chị sợ. Không có hù em mà chị sợ thiệt, nhưng mà em nói chuột là chuột. Ừ thì bây giờ là có nghĩa là đủ má hai thằng chồng em cũng cười nữa rồi nha. Thì chú Khánh đó mới chở tụi mình lên cái chỗ chú nói là được, chú sẽ chở tụi con đi khám phá cái chỗ này. Cái này là cái chỗ này là cái thành phố buồn. Thì nguyên đám nghĩ là chắc đủ má, chỗ này không có ai ở, nên là có thành phố buồn, nên kêu là thành phố buồn, chắc không ai chờ ở, giờ này tối lắm, chắc đồng ruộng nhiều lắm nên thành phố buồn. Đủ má chở đạp thẳng ga lên ngay chỗ, biết gì không, nghĩa địa Thánh Mẫu ở Đà Lạt á. Đây thì chở tới nghĩa địa Thánh Mẫu ở Đà Lạt. Xong cái lúc mà trước khi vào á, là chú chị còn nhớ rất là rõ luôn. Chú Khánh mua một lon bia, ở trên xe là chú Khánh chở chị nè, anh Phát nè, Thanh Trần nè, thêm một người bạn nữa, một người bồ của Thanh, và một thằng BD nữa, là 6 đứa. Trên chiếc xe đã chở 6 đứa một mình chú. Thì chen nhau vô mà ngồi, mấy bạn hiểu ý chị nói không? Xe 7 chỗ. Thì chú mới mua một cái lon bia, một cái lon bia uống. Thì nhớ là còn nhớ là uống bia 33. Xong hỏi là ủa chú ơi sao chú uống bia chi vậy? Cái em nói uống cho chứng an tinh thần, uống cho giờ này cho tỉnh để chạy xe. Nhưng mà thật sự ra ổng sợ, bạn hiểu không? Ổng sợ, ổng mới uống. Thì khi mà ổng vừa mua cái lon bia xong thì ổng ngừng cái tiệm tạp hóa đó mua lon bia. Rồi kế bên đây á là nó là một cái cây tầm dâu, cái cây tầm dâu hay cây tầm dông gì chị quên mất rồi. Thì ổng nói là bẻ một cái nhánh đó đi, bẻ một cái nhánh tầm dâu đó đi, tầm dông đó đi, bẻ cái cây đó tụi bay giữ đi, để nếu như mà tụi bay đi á, khi mà đi lên tới đó á mà có cái chuyện gì xảy ra, ví dụ như là bị nhập, thì tụi bay lấy cái đó quất vô người bạn tụi bay. Cái kêu chắc là lấy có cái lồn đâu sau ra vậy, cũng bức theo ổng luôn. Nhưng mà mình vẫn quay lại cái clip này trên YouTube còn, nhưng mà tại vì do là hồi xưa á không có biết xài rành điện thoại nên là mình quay nó bị hơi mờ, quay bằng Viva video á nên nó hơi mờ. Nhưng mà cái clip đó bọn mình quay lại được là khi mà chiếc xe chạy về. Cái đó là không phải là mình khoanh nha, mà tự do người ta xem, người ta khoanh lại. Có một người phụ nữ đứng ngay cái đường cua luôn các bạn ơi, khoanh lại, gửi vô trong cái, từ tí mình kể tiếp, gửi vô trong cái comment á, thì tụi nó mới hết hồn luôn. Tại vì mình quay bằng cái chặng đường ta gọi là quay, cái ta gọi là gì ta, quay tài liệu đúng không chị? Quay tài liệu đúng rồi. Mang quay bằng điện thoại. Thì mới bẻ cây đó, xong cái chú mới chở lên trên cái nghĩa địa Thánh Mẫu ở Đà Lạt các mấy bạn. Cái con đường á, nó giống như là đồi núi chập trùng lắm mấy bạn hiểu không? Bắt đầu là chạy vô, ở ngay trong cái nghĩa địa đó là nó là một cái con hẻm nhỏ, như ở đây nó có hai con đường đây là đi xuống thung lũng, con đường này á, con đường này nó thấp xuống, còn con đường này đi lên là lên nghĩa địa Thánh Mẫu. Thì ổng mới chở nguyên một đám đi lên vậy nè, thì cũng không có sợ, tại ngồi trong xe hơi đâu sợ. Thì ngồi trong xe hơi thôi, tại vì ngồi trong xe hơi ổng chỉ kể chuyện cho mình nghe, chị hiểu không? Không có sợ gì nhiều, vẫn lấy cái điện thoại thò ra cái cửa sổ quay cho bằng được. Thì cái lúc đó đó, ổng đang chở lên đúng không? Ổng chở lên tới cuối cái con đường đó là cái nghĩa địa đó, thì nó có một cái căn nhà các bạn. Cuối cái nghĩa địa đó nó có một cái căn nhà. Đây là ví dụ như đây là cái con đường đi, chiếc xe đang đậu đây. Thì ngay bên tay trái này á là đi xuống khoảng một cái bậc cầu thang vậy nè, là nó có căn nhà dưới này. Ổng nói là tụi con nếu như muốn quay tài liệu, tụi con bước xuống đó tụi con quay đi. Nếu như tụi con gan thì tụi con bước xuống tụi con quay đi. Đem xuống. Mình đéo xuống các bạn. Và thằng bồ mình cũng không xuống. Tất cả mọi người không xuống. Cái lúc đó nha, cái mình mới nói bây giờ lỡ tới đây rồi, nếu như quay được cái tài liệu này chắc chắn sẽ được nhiều người hưởng ứng lắm, sao mình không thử. Thọt cái chân xuống bạn, vừa đứng ra ngoài thôi nha, gió mà nó lạnh mà nó da gà nó nổi lên quá trời luôn. Bước vô lại, không dám đi xuống. Thì
đợt sau lập team bán bánh tráng đi đi Đà Lạt thám thính nhà ma quay lửa nha. Không dám đi, không dám đi, nói chung là không đi thám thính nữa đâu. Thì bây giờ chị sẽ kể tiếp nha. Cái lúc đó là xe chú quay ra, nói chung là tụi chị không có chịu quay clip tài liệu nữa, là tụi chị đéo chịu xuống. Đại khái là tụi chị không chịu xuống. Những cái nơi khác giống như là nhà ma, đồi thông hay mộ thì tụi chị bước xuống tụi chị không thấy gì nha. Tụi chị không thấy gì, thật sự không thấy gì. Đó là nói thật lòng. Rồi xong rồi ổng mới chở tụi chị đi ra. Thì trong cái lúc mà cái đường đi ra nghĩa địa, nó có một cái cua quẹo này. Thì tự nhiên ổng đạp ga rất là nhanh, rất là nhanh luôn. Ổng đạp giống như là ổng đang chạy bình thường vậy nè. Cái tự nhiên ổng đạp ổng đạp ga rất là nhanh luôn mấy bạn. Mà taxi á, cái xong tụi chị cũng đấy biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ kể xong cái này sẽ kể chuyện ma khách sạn cho các bạn nghe. Cái này chỉ là đợt 1. Đợt 1, đợt 2 thấy nữa. Để kể cho các bạn nghe. Chỉ có 2 lần nó thấy khi đi Đà Lạt thôi. Tại vì Phục đi Đà Lạt cũng đã 15-20 lần. Thì xong cái nguyên một đám, nguyên một đám mới hả, nhìn nhau hững hờ luôn bạn, là trong xe có 6 đứa. Cái mà hỏi là ủa chú Khánh, chú thấy gì vậy chú Khánh, sao chú chạy nhanh dữ rồi, xong chạy từ từ cho tụi con quay tài liệu. Thì ổng mới nói là chú thấy cái có một người đứng trên cái mộ bên tay phải, đứng trên cái mộ bên tay phải quắt tay, nên là chú mới chạy nhanh. Cái tụi mình mới cũng không tin, mấy bạn hiểu không, cũng không có tin lắm, cũng không có tin lắm. Thì mới kêu, tại vì chưa thấy thì mới kêu chú ơi chú chở tiếp đi, chú chở tụi con tiếp đi, tiếp đi là chỗ khác đi. Thì ông này mới nói là còn một chỗ nữa, nhưng mà chỗ này á là ít du khách nào biết lắm các bạn, ít du khách nào biết lắm, mà chỗ đó chùm ma. Thì cái chỗ đó nó là cái ổng kêu là suối oan hồn. Tụi con đi suối oan hồn không, chú chở tụi con đi, đi chứ, đi chứ, quay tài liệu mà, đi đi nha chú. Thì bây giờ là mình sẽ đi nha chú. Là lúc đó là khoảng là tầm 2:30 sáng. Thì chở tới cái suối an hồn đó. Đây là một câu chuyện có thật. Và mình còn số điện thoại của chú Khánh nha các bạn nha. Bạn nào nếu không tin có thể inbox, hoặc là bạn nào đi Đà Lạt muốn chú nó chở tới những địa điểm tụi mình đã từng đi, có điện thoại, thì các bạn inbox cho mình, cho số điện thoại cho các bạn rồi nha. Thì chú đó là chú Khánh taxi trên Đà Lạt. Thì chú chở tới cái suối an hồn đó. Thì mấy bạn nghĩ đi, đi tới cái đó là một cái con đường cục. Tại vì khuya quá Phụng cũng không có nhớ là cái đường cục, cái đường cục hay là cái đường lên. Thì chú đó mới kể là cái chỗ, ngay cái chỗ cái suối an hồn đó, là khi xưa hồi đó, đó là cỡ khoảng sập sập xế chiều á, là người ta hay thấy mấy cái người lính. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ đánh bom, mấy bạn hiểu không, nó hỏng xuống như nào, nên người ta mới làm cây cầu đi qua. Thấy mấy người lính nó ngồi, ngồi trên cây cầu nè, ngồi như nào bạn, ngồi trên cây cầu. Thì mình mới nói ừ vậy chú chở con tới đi. Xong cái tới nha mấy bạn biết không, cái đường Đà Lạt mà nó đéo có đèn, nó rất là ghê. Tất cả chỉ xài bằng cái đèn xe hơi, hai cái ống đèn xe hơi. Thì mới bắt đầu là cái ông này á, ông mới chạy xe vô trong góc. Thì cái cầu nằm đây, ông chạy xe đứng taxi để đây. Thì cái thằng bạn á, thằng bạn là thằng Lực, nó tên Lực, mà hồi xưa là bồ cũ của Thanh. Thì nó mới kêu là tao mắc đái, cho tao đi đái. Cái kêu ừ mày đi xuống mày đi đái đi, đúng mình bắt đái mày đi xuống mày đi đái đi. Thì nguyên một đám vẫn ngồi nguyên trên xe không dám xuống mấy bạn. Thì thằng đó nó mới đái, tự nhiên nó đang đái cái nó kêu ơi ơi cái gì nè. Xong cái mấy bạn hiểu không, có cảm giác giống như là mình đang suy nghĩ trong lòng, má thằng này chắc nó sậu lồn nè. Tại vì mình chưa bao giờ mình gặp cái chuyện đó, bạn hiểu không, chưa bao giờ gặp nó thiệt. Đó là lần đầu tiên của chị. Thì chị mới không tin. Thì cái chú taxi là đạp xe lên đi. Bây giờ chú đạp xe lên trên đi đi. Thì lúc mà chú đạp lên là đứng kế nó luôn. Đây, chú đây đây nè, chú đạp xe lên đi. Là nó đang đứng nó đái cái cầu này, nói bạn hiểu không. Đạp xe lên thì cái chiếc taxi dừng kế bên nó. Thì cái mới là nó kêu nhìn xuống dưới cái suối đi. Thì bắt đầu là mình là ngồi ngoài bè, tại vì mình phải quay tài liệu. Thì mình mới nhìn xuống thì mấy bạn biết không, tại vì ở đó nó không có đèn đường, nó chỉ có cái ánh trăng chiếu xuống thôi. Rõ ràng tới bây giờ còn nhớ như anh luôn. Rõ ràng là có một cái người con gái, không biết người con gái người con trai, nhưng mà tóc dài, bạn hiểu không, đang ngồi mấy bạn đó. Nhìn xuống đây nè, nhìn xuống cái cầu là đó là một con suối chảy xuống rất 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 vậy nè. Thì nó ngồi dưới chân suối á mấy bạn. Tại vì cái khu đó như là chú đó nói cũng có người dân tộc ở, mà mình hỏi mấy bạn đéo có cái người dân tộc nào mặc cái đầm màu trắng hết. Để mình kể cho các bạn nghe nha. Mặc một cái đầm màu trắng và đang ngồi vuốt vậy nè, vuốt tóc kìa nè, vuốt một bên vậy nè. Thì mình mới hụt vô. Cái mình nhìn nó, ý là tao thấy, nhìn đó là ý là tao thấy. Cái nó cũng nhìn mình, ý là tao cũng thấy như mày. Nhưng mà mấy bạn biết không, mình không thấy được cái khuôn mặt của người đó, tại vì ánh trăng.
ánh trăng nó chiếu xuống, mình không thấy được cái khuôn mặt của người đó. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy ma. Thì mình chắc chắn 100%. Rồi xong cái bắt đầu là thằng BD bạn mình tên Thế Thanh, bắt đầu là nó mới đâu 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 cho tao nhìn thử đi, sẽ đĩ xạo lồn đúng mắt. Nó vừa chồm lên, nó vừa nhìn thấy một cái là bắt đầu, các bạn biết không, nó đang ngồi ở trên cái taxi nha, bắt đầu nó tuột xuống. Các bạn biết nó giống như một cái cọng bún, các bạn nghe, nó tuột rồi nè, nó tuột xuống luôn. Ờ chị, thằng Thế Thanh nó tuột xuống nhà nè, nó vừa đâu đâu mấy đĩ xạo lồn nó tuột nè chị, mà không biết nó thấy gì, nhưng mà bản thân mình là mình thấy cái chuyện đó. Không có cái điện thoại nào quay được hết, nó rất là tối. Để thấy được người, một cái áo trắng ở dưới và một cái người vuốt tóc là rất là khó, không thể quay bằng cái điện thoại được. Thì cái thằng đó mới thấy. Xong rồi tới con Thanh, Thanh Trần á bạn, nó cũng nhìn, nó cũng không tính, bạn hiểu không, nhìn xuống. Xong là khóc quá trời luôn. Mà không biết là có thấy giống nhau không, nhưng mà riêng mình là mình thấy một người ngồi ngay cuối gư dưới cái suối, mấy bạn hiểu không, đang vuốt vậy nè. Cái xong cái nhỏ khóc quá trời luôn. Tới ông taxi, ông taxi mới hỏi là đâu đâu, thì mới nhìn xuống. Ông taxi mới hỏi là đâu đâu, thì mới nhìn xuống cái dưới suối á, là đủ má vừa nhìn là đạp ga chạy luôn. Diễn cho ông Khánh á, ông Khánh á, vừa nhìn là ông Khánh đạp ga chạy luôn nha các bạn. Đạp ga chạy luôn. Thì mới là cái, mới là nguyên một đám mà lúc đó là bắt đầu là xanh mặt rồi, người ta gọi là xanh mặt hết trơn rồi các bạn, là sợ, sợ muốn teo chim luôn á má. Rõ ràng là mình thấy, rõ ràng nó thiệt nha, đéo bao giờ quên cái chỗ đó luôn và không bao giờ dám quay lại. Thì vậy mà hôm bữa đi Đà Lạt rủ dữ luôn á. Để kể nghe, rủ thôi chứ đâu dám đi, không thấy hả. Thì để kể cho nghe. Cái ông taxi đó, cái ông mới chở tụi mình về. Thì mới hỏi là ủa chú Khách nãy chú có thấy bắt trước mày hiểu không. Hỏi chú Khánh là ủa chú có thấy những cái gì mà tụi con mới thấy không. Thì ông đó ông mới kêu là chú thấy một cái giống như là không thấy được cái mặt, mấy bạn không thấy được cái mặt, nhưng mà thấy là đang vậy nè, đang vuốt tóc vậy nè. Xong rồi khi mà ông Khánh ông nhìn đó, thì cô gái đó ngước lên, mấy bạn hiểu không, kiểu như là ngước lên như nè, ngước lên về phía chiếc xe của tụi mình. Thì ông mới đạp ga ông chạy. Thì ông kể vậy á, qua ngày hôm sau lòng dạ rất can đảm, đòi đi tiếp. Ông đéo chở, ông không chở em nữa chị. Ông nói là chú không có đi nữa đâu, tụi con đi chú không đi nữa. Là cái đó là cái chú taxi Khánh, mấy bạn hiểu không, là ổng có nghĩa là ổng rất là sợ luôn, ổng rất là sợ luôn. Và cái người đó, nguyên một chiếc xe mình khi mà về bạn với nhau á, là nguyên một đám thấy y như nhau luôn bạn, y như nhau luôn. Là có một người ngồi ở dưới suối, ngồi vuốt tóc vậy nè, mặc cái đầm trắng dài khoảng tới đầu gối thôi nha, tóc rất dài và hai mái. Thì ông Khánh đó chị còn số điện thoại. Bạn nào mà muốn đi á, bạn nào muốn khám phá cái chỗ đó tụi chị đi á, thì mấy bạn cứ bóc cho chị, quá, chị đưa số điện thoại của ông Khánh sợ. Cho mấy bạn, ông sẽ chở mấy bạn đi. Khoảng từ Đà Lạt lên đó là khoảng mấy trăm ngàn tiền taxi á, 500-600 ngàn á. Lần sau kể cho nghe, cái đó là bẵng đi một cái thời gian, cái đó khoảng là 2 năm. Thì bắt đầu là 2 năm sau là tụi chị mới mới đi tiếp. Tụi chị mới đi tiếp là cái lần này không phải đi khám phá nha bạn, đi ở khách sạn bình thường. Cái khách sạn đó thì chị sẽ giấu tên, nhưng chị sẽ đọc 2 chữ cuối cho các bạn nào biết khi mà đi du lịch né ra. Sana, 2 chữ cuối là Sana, chữ đầu chị không nói nha. 2 chữ cuối là Sana. Nó là khách sạn rất là sang trọng, nó nằm ngay khu trung tâm và ở bên dưới là cái tiệm làm tóc salon. Chị ở cái phòng 203 đúng không? Em ở phòng 203 đúng không? Chị ở 205 đúng không? 204. Thì nguyên một đám chị đi tiếp, vẫn là lần này. Vẫn là lần này chị đi chung với lại Thanh nữa, và đi chung với chị Phương luôn rồi đi Đà Lạt. Thì không, nói thiệt là trong cái đầu là không có nghĩ là sẽ đi khám phá gì hết, chị là đi chơi thôi, nguyên đám đi chơi thôi. Thì cái chị mới đi chung thêm một con nhỏ bạn nữa, là con nhỏ đó là con Hiền Nhi Mập. Con Hiền Nhi Mập ngày đầu ở không sao nha mấy bà nha, ngày đầu ở không sao. Tới cái ngày thứ hai á, thì tụi chị mới khoảng là khoảng tầm 12 giờ mới là đi ra ngoài ăn xíu mại đêm. Tại vì có cái cô đó, cô bán ngay trong chợ, cô đó bán ngon mà bán rẻ. Xíu mại đêm cứ khoảng là 12 giờ, 11, 12 giờ cho tới 1 giờ mới bán, còn ngoại lại là không có bán. Thì nguyên đám là chị, anh Phát, Duyên Thanh đi, thì bỏ lại con Hiền Nhi Mập ở trong phòng. Bỏ lại, hôm đó em có nghe chị Thanh kể rồi, đây là câu chuyện có thiệt nha các bạn. Mấy bạn tin hay không thì tùy mấy bạn, để kể cho nghe nha. Không tin thì vô mướn phòng đó ở thử.
Rồi xong cái nguyên một đám của ba đứa thì đi ăn ăn xíu mại. Lúc mà đi ăn về thì khi mà vừa lên tới cái phòng chưa tới cái cửa nữa thì con Hiền Nhi Mập đã gọi rồi: alo Phát hả, Phát về chưa? Thế là đúng với tụi tao ngay trước cửa nè. Thì mới mở cửa ra cái nó mới nói: ơi tao sợ quá mày ơi, tao sợ quá. Hỏi: ủa cái gì, cái gì mà mày sợ? Tự nhiên hồi nãy tao ngủ mày có ai cứ khều khều cái chân tao. Cái mình nó thật sự nha, mình cũng nghĩ là để sợ lồn, kiểu trong đầu mình đang nghĩ vậy, để sợ lồn chắc chuyện này không có thiệt, hiểu không? Tí này xạo nè, hù nè. Xong cái nhỏ đó mà mấy bạn biết sao không, con này á nó ngủ rất là say, nó mập lắm mấy bạn. Nó ngủ một cái là đúng, mấy bạn có cười ha hả nó cũng đéo dậy nữa, mà không hiểu sao nó dậy luôn. Nó kêu là có ai khều cái chân nó vậy nè, nó đang ngủ, tại vì nó ngủ nó có thói quen thò cái chân ra khỏi cái mền cho nó mát cơ mấy bạn. Cái xong tụi mình mới cũng không tin. Thì cái hôm đó là đang nằm, chị Phương là ngủ cái phòng kế bên của tụi mình. Thì cái hôm đó là đang nằm nha, đang nằm vậy nè, là cái lúc đó nó nói vậy thôi cũng không tin. Cái xong ba đứa mới nằm chơi liên quân, chơi liên quân một hai gián vậy đó, xong cái buồn ngủ cái tắt điện thoại là nhắm mắt rồi. Lúc mà nhắm mắt Thanh cũng ngủ luôn, thì bắt đầu là mấy bạn biết không, chị nghe một cái tiếng cười. Nó không phải là cái tiếng thích xe, nó không phải là cái tiếng thằng làng kêu, tiếng thằng làng kêu nữa, nó một cái tiếng nó vang. Tại vì chị ngủ ở đây là ngay cái cửa sổ, còn trong này là con Thanh ngủ ngay nhà vệ sinh. Mấy bạn hiểu cái bố trí của cái phòng đó chưa? Ở trên đầu là một cái dàn đèn, còn ở đây là cái tivi. Thì bắt đầu là mới nghe cái tiếng như nè, giống như vậy á. Đúng rồi đó, nó giống vậy. Trời, mà đúng rồi, em sợ quá chị, nó giống vậy luôn, y chang vậy luôn. Mà nó vang từ bên này, nó vang qua bên kia đến cuối con đường luôn. Dạ nó đi như vậy nè, hiểu không? Dạ từ nhỏ nhỏ lên cao á. Trời, có đĩ mẹ, từ từ để mình kể tiếp. Trời, tao nhớ y chang cái tiếng nó luôn, nó tả mạnh luôn á. Thì mấy bạn hiểu khách sạn, đúng rồi đó, đúng rồi đó, khách sạn đó đó, khách sạn đó đó mấy bạn, rất là sang trọng, khách sạn rất là sang trọng, khách rất sạn là khách sạn dẫn. Mà bạn vô, tụi mấy em nổi da gà luôn, sợ quá chị. Khách sạn mà bạn vô bạn sẽ đéo nghĩ là ở đó có ma, bạn hiểu không? Cái khách sạn bạn đéo nghĩ là nó có ma, tại vì nó rất là sang trọng, nhìn nó rất là sáng. Thì bắt đầu là mình vừa nghe cái tiếng nó cất lên xong là đủ má, là bắt đầu là trong lòng mình nghĩ là rồi rồi vô rồi, là nghe đó, im luôn. Tại vì tính của chị là chị hay vậy lắm á, nếu như mà chị thấy vậy là chị im luôn á. Chị im luôn, chị nín luôn, chị nằm luôn. Thì con Thanh nó mới chịu đéo nổi nữa, chát vô rúp liền. Không, cái lúc đó nó chưa chát, con Thanh cái lúc mà nó đéo chịu đéo nổi nữa, qua ngày hôm sau mới chát á. Cái con Thanh nó chịu không nổi nữa, nó mới kêu: ủa Phụng mày nghe gì không? Thì đủ má, mình có đồng minh, mình nói là nghe, tao nghe. Là vừa dứt câu là nghe, tao nghe, là bắt đầu là nó nhảy từ cái giường nó qua cái giường mình luôn. Cái khách sạn nó tên là Sana, hai chữ cuối, ở bên dưới là cái tiệm salon, đừng có ở phòng 203. Thì để chị kể tiếp. Xong cái hả mấy bạn biết không, nằm như nè, ba đứa Phát cũng nghe luôn, bạn hiểu không? Làm sao ba đứa nghe được, mà cái đó nó không phải là tiếng rít xe, mới có 3 giờ sáng à, mới có 3 giờ sáng à, mà đéo hiểu làm sao vậy. Xong cái đắp mền lại, đắp nguyên cái đầu lại luôn. Thì mấy bạn, cái đèn á, cái đèn ở trên, tại vì bên chị là ngủ bên này, Thanh ngủ bên này, thì lúc mà Thanh nhảy qua thì nằm ngang qua liền, nguyên đám nằm ngang qua liền, đồ mới nằm ngang qua chờ chởi cho nhau. Thì lúc mà nằm vậy nè mấy bạn biết không, đắp cái mền, nhưng mà khi mà các bạn đắp mền ở ngoài ánh sáng á thì các bạn sẽ thấy chắc chắn, tại vì ở ngoài nếu như mà có bóng đèn thì các bạn sẽ thấy. Thì tự nhiên thấy cái đèn ở ngoài á nó chớp, mà nó chớp vậy nè, cái đèn trên dọc này nè nó chớp. Thì nằm luôn đéo dám nhúc nhích luôn, thật sự là rất là sợ, ngủ không ngủ nha, mà thức không dám thức, giả bộ nhắm mắt cho người ta, kiểu như là mình đang đánh tâm lý mình là đủ má, bây giờ mình ngủ cho nó nghĩ là mình ngủ, giống vậy đó. Rất là sợ luôn bạn, mà cũng thức tới 5 giờ sáng nha. Nhưng mà thức tới 5 giờ sáng đâu dám ngủ chị, ngủ rồi lỡ có chuyện gì sao. Xong cái hả, cái xong mấy bạn biết sao không, nguyên cái đêm đó nha, cái xong Phụng đang nằm vậy nè, thì nguyên đám đang nằm im hết rồi, cái Phụng nghe cái tiếng của con trai. Kiểu vậy. Của con trai. Là Tằng Hắn. Tằng Hắn đúng không? Tằng Hắn. Cái xong rồi cái Phụng mới quay ra Phụng kêu: anh còn thức phải không anh? Là Phát nằm kế Phụng, hiểu không? Mà ngủ Thanh rồi. Nằm sau lưng, cái xong mình kêu: anh còn thức phải không anh? Tại vì trên đầu này á, có nghĩa là nghe cái tiếng Tằng Hắn đâu bên cái tay bên tay phải này nè, mà trên đầu này á là có nghĩa là nguyên đám nằm ngang qua. Trên đầu này nó vắng, trên đầu này nó là vắng, ở dưới chân cũng là vắng luôn, đéo có cái gì hết nha. Xong cái nó làm cái xong kêu: anh ơi anh còn thức không anh? Cái Phát nó quay qua làm mình: hả gì? Trời đĩ mẹ, là tất nhiên là nó đang ngủ. Các bạn không thôi: ủa anh ơi anh mới ho phải không? Không, anh mới làm phải không? Không,
trời đủ má, đéo, nói thiệt luôn nha, đéo không có dám nhúc nhích. Chị nằm nha mấy bạn biết không, ba đứa đắp chung một cái mền, chị nè, con Thanh, thằng Phát nè, nằm im nè, nằm im nè, không dám nhúc nhích luôn, nằm im nè. Mặc dù rất là nóng, chị chảy mồ hôi nách chị nha, vú chị chảy mồ hôi luôn, chị đéo nhúc nhích luôn. Tới 5 giờ sáng khi mà giống như là cái ánh sáng lên thì chị mới dám nhúc nhích. Rồi sáng ra mới đi ăn là bánh căn gì chị, bánh căn tăng bạc hổ phải không? À bánh căn nhà chung với chị Phương thì mới kể gì Phương nghe. Chị Phương chắc chắn trong đầu chị sẽ nghĩ em xạo lồn đúng không? Không hề, tao có nghe luôn mà. Nghĩ sao vậy bà? Chị có tưởng là con Huyền Nhi xạo thôi, nó xạo hiểu không? Chứ không có tin, nó không nghĩ mày xạo. Rồi xong rồi cái qua ngày cái hôm đêm sau. Đêm hôm sau. Đêm sau là tới bà mới đỉnh. Okay. Đêm hôm sau mới đỉnh nha mấy bạn. Có nghĩa là đêm hôm sau nha là cũng đúng khoảng phòng 203, phòng 204 á, né ra. Đó, thì cũng là cái giấc là khoảng tầm 1 2 giờ sáng nha, đúng cái giấc đó là mới nó mới hiển linh nha má. Là bắt đầu là cũng bắt đầu nghe tiếng. Rồi đó ok, để không diễn tả được, không diễn tả nữa. Lại tiếp tục nghe tiếng đó là tao bắt đầu tao vậy nè. Tại ngày hôm trước tao nghe phụng kể rồi. Hiểu không? Nghe chứ tao nghe phụng cả. Tao chát vô trong group liền. Tụi bay nghe gì không? Nguyên đám nghe. Và thế là trời má, tao với chồng tao ôm gối qua bên phòng tụi nó ngủ liền luôn má. Không tin mày được luôn. Ừ. Đó, có nghĩa là vô mới nghe tiếng đó thông á là ôm gối với chồng qua bên ngủ chung với năm đứa nằm xếp lớp trên ba cái giường. Cái điều bất ngờ hơn là đủ má mấy bạn nghĩ đi, cái bình nước sôi làm sao mà tự sôi được? Ừ. Nó tự kêu. Nó kêu gì nè. Giống như nó đang tự sôi, bạn hiểu không? Cái bình nước sôi. Là không phải là một mình, nếu như một mình nghe là tất nhiên mình xạo lồn. Còn cái này là nguyên một đám nghe luôn. Trời, cái đó, câu chuyện này là nghe tiếng bập 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 chắc chắn 100% với bạn là nguyên một đám nghe luôn. Chị còn không nhớ cái lúc mà chị chat vô group á, cái chị kêu tụi em nghe, cái xong cái tụi em nói để lắng nghe, cái nằm im này nè, nằm im tắt tivi nè, nghe cái tiếng như là ai giỡn ngoài cầu thang, mà cái tiếng nó giống như là vang từ một cái vùng đất xa xôi. Tiếng nó đúng vai luôn á. Giống đó, đúng rồi, giống như là vui vẻ lắm vậy. Đúng rồi, xong cái mà 2-3 giờ sáng ai vui dữ. Cái gì đéo nghe. Nhưng mà nói cái tiếng gì, không phải tiếng con người. Sợ không? Bớt. Đó, xong rồi tự nhiên ôm gối qua bên nhà, phòng con này luôn má. Ôm gối qua phòng con này nằm ngủ liền xếp lớp luôn năm đứa. Lại tiếp tục là nghe tiếng. Thôi bắt đầu ngồi khều nhau, nằm kế Thanh nằm kế mày với lại ông Phá đúng không? Là ngồi khều nhau bốn đứa, bằng ngủ trước rồi. Là bốn đứa khều nhau bảo có nghe tiếng gì nữa không? Là nghe tiếng nước sôi đó. Tiếng nước sôi mà không hề nấu nước nha má. Rồi chưa kể nữa nha, là khi mà đang ngủ, tao nói mà Gần ngủ nghe tiếng nước chảy. Mới đỉnh, cái tiếng nước chảy là đỉnh nhất luôn. Đủ má tụi bay mà, tao nói thiệt tụi bay thử vô cái hoàn cảnh mà đủ má ở không dám ở mà đi không dám đi. Tụi bay thử vô cái hoàn cảnh đó đi, tụi bay sẽ hiểu được tụi tao như thế nào. Đủ má nằm mà nói thiệt nha, giống như là giờ sao, giờ sao, giờ làm gì giờ, kiểu vậy luôn á má. Trời ơi, đáng lý ra là về đêm, cái đêm mà con Phụng gặp á là định về rồi, mà tại trời mưa. Đúng. Hiểu không? Trời mưa. Xôi cái trời mưa phải ở lại thêm một đêm, sáng hôm sau về, trời má, cái đêm đó giống như là kinh khủng. Trời ơi, như một cái đêm gọi là định mệnh luôn á má, sợ gớm dễ sợ. Mà nghe nhiều tiếng đó mấy bạn, trời nói đâu xa, hồi xưa Phương nói với mấy bạn á, nói thiệt luôn, mấy không biết là các bạn có biết là cái khách sạn Hằng Nga là cái khách sạn giá rẻ hả? Ở trên đường Lý Tự Trọng hả ta? Đà Lạt hả? Đà Lạt luôn. Trời, tự nhiên nói tên khách sạn ta ra vậy bà nội, sao ta làm? Thôi, kỳ quá. Đủ mẹ lỡ nói luôn rồi, 1.400 người thấy rồi mà. Lỡ kể là kể luôn đi. Dạ sao? Lỡ hả? Hằng Nga bữa ế nhẹ qua vô phải không? Đủ má nhìn gớm lồn, âm u má. Nhưng mà ghê thiệt, mà nó sửa lại đẹp luôn rồi đó mà cũng không ai vô hết trơn má. Hồi xưa hình như có kể với mấy bạn nghe, không biết kể chưa nữa, mà cách đó là khách sạn Hằng Nga. Thiệt sự hồi xưa có post status rồi. Hiểu không? Có nói luôn. Trời ơi, nghĩ sao? Vừa bước vô khách sạn nha, đầu giường, ở trên đầu giường thấy liền luôn nguyên cuốn kinh thánh luôn mấy bạn. Trời ơi, ghê không? Mà tại sao mà cái khách sạn nó vừa bước vô là thấy có điềm, mà chắc chắn là có điềm luôn. Mà buổi tối á là nghe tiếng gõ cửa hoài luôn nha, tiếng gõ cửa đúng nhiều luôn. Mà mấy bạn nghĩ coi, 2-3 giờ sáng mà làm gì có tiếng gõ cửa, mà nghe cốc 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 cốc
vậy nè, mà nó càng ngày càng mạnh nha. Xong rồi mà bằng á, chồng mình nó cũng gan thiệt, công nhận, để đi ra mở cửa luôn mấy bạn, không gì đó, ra mở cửa mở nhìn qua nhìn lại không đề hết luôn vậy đó. Ông bằng cũng phát nè, chị hiểu không, ông phát đó, nó không có sợ, chị hiểu không, nó thấy nó không sợ nhưng mà đủ má làm quá, giống như cái con bên Sana hôm bữa nó sợ. Ủa có sợ hả? Trời, đủ má nó nằm quấy nè, nó giả bộ, chị hiểu không, nó giả bộ nó không sợ nhưng mà thật sự ra trong lòng nó rất sợ, nó im như nè. Anh hôm bữa khách sạn Sana ma, mà dù mà nó khá quá, không phải là ma nữa, là quỷ rồi. Nhưng mà phải sợ thôi. Chứ mà em không sợ, chứ mà nó quậy quá rồi, nó đâu phải là quỷ. Trời ơi, đợt ở khách sạn Thằng Nha là sợ vãi đái luôn, sợ muốn xịt cúc luôn hả má. Đó, cái đợt đó là ở Thằng Nha là bị gõ cửa đêm đầu tiên, đúng không, là đã bị rồi, đêm thứ hai á gõ cửa tiếp. Bây giờ hai đứa không có thèm mở cửa nữa mà chơi cái trò là mở cái laptop lên. Cho xin một phút quảng cáo, đây là bánh tráng bơ của Trần Ngọc Cát Phương bán nha các bạn. Bánh tráng bơ này rất ngon nha các bạn nha, một hộp này chỉ có 23.000 thôi. Bạn nào mua bánh tráng bơ thì inbox ngay cho Phương đặt một bánh tráng bơ ngày mai ăn thử nha, một hộp mày chà bá ăn hai người chưa hết nha mấy chị em, 100. Tuyển đại lý chi nhánh trên hờ toàn thế giới nha mấy bạn. Rồi, rồi nha. Rồi đó. Và sau đó là khi mà ngày hôm sau là quyết định là không có ra mở cửa nữa và sẽ mở cái laptop lên mở nhạc để cho đỡ sợ. Rồi đêm hôm sau ok, nó không thèm gõ cửa nữa. Biết nó chuyển qua gì không? Tiếng chị em đùa giỡn luôn má, chạy rầm cà rầm cà rầm cà rầm rầm ngoài hành lang. Nó quyết tâm nó phá mình đến mức như vậy luôn. Rồi xong ngày hôm sau khách sạn nó giờ ấy nhẹ à, không ai ở. Chị biết người ta ai mới ở không? Mấy cái đoàn người ta mới ở chứ. Ừ, hết chỗ ở nên mới phải ở đó luôn á. Trời má, sợ lắm. Nói chung là cái đêm, mấy cái đêm mà ở khách sạn đó là kiểu như là kinh hoàng, mà công nhận hồi xưa rẻ thiệt. Ở có nhiều có 120 một đêm mà ở trên Đà Lạt mà mùa du lịch luôn á. Ma quá mà đụng má, mà nhậm giá chứ. Gì vậy? Không tin. Ủa kệ đi mấy má, nó không tin, kệ đi trời, đừng quan tâm, đừng chửi nó, chia cho thêm khẩu nghiệp em ơi. Auto lóc thôi. Không, bây giờ tụi em cứ tưởng tượng như tụi chị kể chuyện xạo lồn đi. Chị thích thì nghe chơi cho vui. Ừ. Đó. Và tiếp tục có nha. Những câu chuyện có thật chứ, có những câu chuyện thì nghe ta kể sao kể lại vậy chứ có biết đâu má. Kể cho vui mà má. Rồi chưa kể nha má. Tiếp tục nữa là cái đêm cuối cùng mới đỉnh. Đêm cuối cùng á là nó là đi về rồi, tại vì về khuya mà 11 giờ khuya là trả phòng về. Và nó chơi cái trò á hả, là thò nguyên cái đôi bàn chân em bé thò từ cái ví dụ như cầu thang ở đây nè. Thấy không? Thì cầu thang ở đây chỉ lên thò nguyên hai cái bàn chân mà màu xanh dương mà nhạt nhạt á, thò xuống luôn vậy luôn đó mấy bạn, cho mình thấy luôn mà. Trời ơi, nó hù mình phát một luôn. Lúc mà chồng mình đi vô trong phòng để mà kiểm tra đồ đạc có để quên gì không thì nó chơi thò một cái là mình sợ thấy quéo, là thấy hơi quéo quéo rồi. Xong mình đi xuống với lễ tân nha, đụng mà gặp tao chắc tao xỉu đó luôn quá. Không phải về chứ sao, dù như thế nào mình ma sống mà mình sợ gì đó. Và thế là khi mà mình đi xuống với lễ tân mới đỉnh nè. Đó, nghĩa là lễ tân là nằm ở trong mùng, thì cái bàn lễ tân ở đây, ví dụ bàn lễ tân ở đây thì nằm ở trong buồng ở đây nè. Đó thì có cái mùng ở ngoài mà mình rõ ràng 100% nói với mấy bạn nha, tại vì có mở đèn ngủ mà thì thấy là tưởng là hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ qua chổng. 100% mà thấy như vậy luôn. Cái xong rồi mình mới gọi dậy, mà gọi không thèm dậy luôn mấy bạn, không thèm dậy, không nghe luôn mà la đúng to, ví dụ như anh ơi anh la mà hét lên mà đập đồ kia, không nghe luôn, không nghe luôn nha. Xong rồi mình mới kêu bằng vô cái mùng để mà lay cái người đó dậy. Trời má, không thể tin được là khi mà ổng bước ra có mình ổng. Xong rồi bằng cũng nói là ủa lúc ủa là sao là sao, có nghĩa là khi mà nhìn vô cái mùng có cái đèn ngủ thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Ừ. Nhưng mà gọi đập đồ này kia ở ngoài cái bàn lễ tân ở đây, hiểu không? Nghĩa đập đồ này kia mọi thứ, ổng không có nghe. Ổng không nghe luôn. Mà chẳng lẽ ngủ say đến mức vậy. Xong rồi mới kêu bằng vô để mà gọi ổng dậy. Thì khi mà bằng vô ổng gọi ổng dậy, bà ủ có mình ổng mà có vợ ổng đâu. Tại mới đầu là chị nói với bằng là hai vợ chồng ngủ say dữ vậy. Đó. Trời má, rồi lúc còn có mình ổng mà má. Vậy cái người kia biến mất luôn nha má. Biến mất luôn. Ăn hết luôn. Sau một câu chuyện ăn hết bánh tráng luôn, biến mất luôn. Biến mất luôn, biến mất. Má, chuyện đó có thật ở Đà Lạt mà. Ừ, có thật mà, trời ơi, thiệt. Khách sạn hôm bữa em có nghe con bé Nga ở Đà Lạt nói có ma mà. Ừ, khách sạn nào hầu hết cũng là có ma hết trơn đó mấy bạn. Không, hôm bữa ngủ mấy cái homestay thì không gặp. Em ở homestay nè. Nắng, nhà của Nắng có thấy đâu. Ồ, ai bảo không thấy. Tao thấy nè.
đồ ở nhà của Nắng đó các bạn. Lúc đó là mọi người đang chơi ma sói hi ha, hưởng mấy ba mấy bá luôn mấy má, chơi dữ luôn á. Mà sau đó tự nhiên buổi tối dậy đi đái, không phải buổi tối nữa, khoảng 4-5 giờ sáng dậy đi đái, rõ ràng á là thấy thằng Phúc hay thằng nào á ở trên, có nghĩa là có những cái giường 2 tầng là ở khu tập thể đó, mong những cái đường 2 tầng thì tự nhiên luôn. Ủa ăn nữa, xịt vô ăn cơm trái nữa. Ủa ăn dữ cả tôi. Ăn dữ luôn má. Là thấy rõ ràng là có thằng nằm ngủ ở trên đó nha, thấy cái chân này rõ ràng đàng hoàng. Phúc mình như hôm đó nó ngủ dưới á, cái giường của chị á. Thì khi mà sáng ra mọi người ngủ dậy là chị ngủ dậy trước mọi người luôn đó. Cái đêm đó cái tự nhiên thấy Phúc nằm dưới. Mới hú hồn chi mén má, rút cuộc đêm hôm đó không ai ngủ trên hết trơn. Cũng không ai ngủ chung tao luôn. Tất cả mọi người ngủ dưới chân luôn. Mà trong khi ở trong cái giường tầng á, mấy bạn hiểu không, có nghĩa là cái giường tầng nó rất là mỏng, mong manh đó, khi chỉ cần là những cái hoạt động nào, không phải là quay người hay lật người gì ở trên lầu trên đó là cũng sẽ là bị nhúc nhích cái giường, là cái giường nó sẽ kêu có két liền. Mà đằng này cái giường nó kêu có két, mà trong khi đó có mình chị nằm ở trên đó hả, thì cái lực ở đâu ra mà bị vậy? Trời, tôi mập quá sao. Tao nằm yên, cái giường kêu có két, chắc vui. Trời má. Do hai chị quá mẫn cảm hay do chuyện tự nhiên hả? Trời má, chắc mẫn cảm. Chị thì gặp hai lần rồi em, trong cuộc đời chị. Hôm nay chị 22 tuổi, chị gặp có hai lần, chứ bây giờ chị gặp nữa. Chưa biết được, sau này thì chưa biết. Thì đó là cái chuyện, hai cái chuyện đó chị gặp chị kể thôi, chứ chị không biết về, chị không gặp thôi chị kể được. Cùng hả ba? Bịa ra hả? Giờ nghe câu chuyện của ai kể thì mình kể lại cho nghe thôi. Ừ. Ăn nhiều tỏi vào chị ơi, một ca xe rồi đến sáng đi chị. Trời ơi, một ca xe rồi tới sáng. Hôm nay tụi nó nghỉ học mà. Trời ơi, dữ nhiều luôn. Dữ lắm chị là kể sao hồi sáng phải đi ăn sáng. Ủa đủ má, chắc không lắm. Cho tụi tôi ngủ luôn. Ừ thiệt hay gì. Chắc tí chứ anh Bằng hôm nay em ngủ nhà phụng phát nha. Bớt giùm. Xong đi ăn sáng. Bao nhiêu đó, xe đó, rồi mấy bạn? Đúng xe mà. Nhiều chưa mấy bạn ơi? Mày dơ chứ sợ. Đang đó mà bả ăn rụt rạc riết. Nóng thấy mẹ chùm mền không dám mở luôn chị ơi. Bây giờ chị sẽ kể thêm một cái xe nhiều lên đó. Mấy bạn ơi, xe nhiều lên. Các bạn, câu chuyện này là đọc thôi hiểu không? Đọc thôi chứ không biết là có thật hay không. À, thấy nóng thì có phụng. Thấy nóng không? Ủa mấy lạnh nha em. Ủa đâu nóng đâu. Chị thấy nóng rồi, mồ hôi chị. Chị qua đây đi, em qua đây. Hay là do kể chuyện ma nhập tâm đi. Quá. Tự nhiên cái nhập tâm quá cái nóng. Wow. Không hiểu sao thấy nóng. Biết sao nóng không? Cái này nóng nè. Không phải bà. Chưa bao giờ bị vậy. Một ca ba xe rồi kìa. Xe nữa đi mấy bạn ơi, xe nhiều lên. Càng nhiều càng tốt. Để kể chuyện cho các bạn nghe. Cái chuyện này là hôm bữa hình như là đọc truyện hay là nghe ai kể, nghe Nguyễn Ngọc Ngạn hay sao quên mất rồi. Thì đã kể. Là có nghĩa là em mệt quá chị cỡ phụ em miếng được không, em mệt quá. Từ từ thì bây giờ mày nghỉ xíu đi. Nghỉ xíu đi. Rồi sau đó cái lại kể trong lúc đó là mình bắt đầu mình ngồi mình quảng cáo nha, quảng cáo sản phẩm. Bên Phụng bán mask rồi thì mọi người biết rồi đúng không? Bên Phương bán len và bên Phụng cũng bán len nữa nha mọi người. Kể đó đi chị Phương ơi. Trời phải kể chứ. Vẫn đang kể nhiều. Ủa, người xem quá trời. Hơn 1 tiếng rồi đó chị. Ủa vậy hả? Bao nhiêu rồi? Đủ mà em chắc chắn là hơn 1 tiếng. 2 tiếng mấy luôn. Đủ mà 2 tiếng mấy luôn hả? Ừ. Bà khùng hả bà nội? Ai biết. Trời 2 tiếng mấy hả? Sao lẹ vậy? Nè 2 tiếng mấy nè bà. Ủa cái lộn. 2 tiếng 12 phút. Ủa. Mấy giờ? Ủa giờ mấy giờ con Pháp? Ai đâm nó. Hỏi các bạn kìa. Giờ bây giờ mấy bạn. Giờ mấy bạn. Ủa giờ mấy bạn. Giờ mấy bạn. Ủa sao kể chuyện mà không cần biết thời gian luôn vậy? Mấy giờ mấy bạn coi giùm Phương coi. Thế muốn nói luôn. Áo đen kể hay hơn. Ừ đúng rồi, Phụng nghề của Phụng mà. Để dám đi. Mấy giờ rồi mấy bạn? 2 tiếng mấy rồi. Mà bây giờ là mấy giờ rồi? Tao không tin luôn, tao kể 2 tiếng. Kể mà chuyện ma cà rồng trên bảng 2 giờ sáng rồi. Em biết chuyện đó. Chị biết không? Không, kể đi. Em theo dõi cái chuyện đó, bữa chị kể cho em nghe trên Aeon Bình Tân đó, cái em về em bấm YouTube em nghe liền. Ma cà rồng ở trên bảng gì quên rồi, bảng gì ngoài Bắc á. Cái gì ở Bắc á? Sơn La. Sơn La. Không, phải không? Đúng rồi. Mệt quá à. 2 tiếng rồi, kể nữa hả? Thôi kể thì mọi người còn coi đông lắm luôn á. Mấy giờ chị về vậy? Mấy giờ không được mà.
Ủa gì vậy má, người con gái gì dễ dã nha, sao đi. Ủa duyên quá vậy. Mấy giờ anh từ từ, mấy bạn đợi mình tí nha. Mấy giờ? 11:55 rồi kìa. Cái gì 11:55? 1:55 lộn. 2 giờ rồi chị. Cho em ngủ chị ơi, 2 giờ sáng rồi. Ừ vậy thôi, câu chuyện này sẽ đợi đằng sau kể nha mấy bạn. Giờ tụi Phương đi về đây. À quên về gì nữa, Phương về thôi, Phụng với Phát là đây. Phương. Vậy nha mấy bạn, bye bye mấy bạn. 2 giờ luôn á. Nhớ like và share livestream cho Phương với Phụng nha mấy bạn. Nhớ ủng hộ ở 88A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú nha mấy bạn nha. Đó là shop mỹ phẩm mới của Phụng nha mấy bạn. Bắn tim. Nhớ vô like Phụng like nha. Cho nghe. Ok, nhớ nha. Bye bye mọi người. Bye bye.